Hello các bạn, hôm nay mình làm cái podcast đầu tiên của cái kênh của mình. Thì cái podcast này mình sẽ chủ yếu trong cái channel này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái gọi là những cái case những bạn mà du học sinh hoặc là những bạn đi qua Canada này đã được lấy được cái hành trình mà các bạn mà lấy PR như thế nào á. Thì mình sẽ mời những cái khách mời đến để mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn khi nghe các podcast thì các bạn có thể tích lũy được những cái kinh nghiệm cũng như là có được những cái kiến thức mà như cũng như là cái hành trình mà các bạn du học sinh cũng như các bạn đi làm bên đây trải qua như thế nào á. Thì khi những bạn nào ở Việt Nam đang có ý định đi Canada hoặc là đi du học á, các bạn sẽ có những cái động lực thêm để các bạn tiến đến cái quyết định của mình. Thì ngày hôm nay mình có mời đến đây là bạn Vi ha. Bạn Vi đã một du học sinh, từng là một du học sinh ở Carrie, và bây giờ bạn Vi đã có PR rồi. Thì hôm nay mình mời bạn Vi đến đây để mình chia sẻ cho các bạn. Bạn Vi sẽ chia sẻ cho các bạn cái hành trình mình lấy PR của bạn Vi như thế nào ha. Ok, Vi cho giới thiệu cho mình đi. Xin chào mọi người đang lắng nghe podcast của anh Tommy. Cũng cảm ơn anh đã mời em mở hàng cho cái project mới rất là ý nghĩa này của anh. Thì em xin tự giới thiệu là em tên là Vi, em được 25 tuổi rưỡi, em đến từ Sài Gòn và em đã từng là du học sinh tại Calgary. Bây giờ em đã ra trường có PR và đang đi làm. Ok, vậy thì trong cái podcast này á, mình sẽ nói chuyện với nhau ha. Thì ở đây á, mọi người anh với lại Vi sẽ nói chuyện với nhau, rồi mọi người bây giờ chắc mọi người đang bật lên để mọi người làm việc vừa nghe hoặc là vừa ăn cơm vừa nghe gì đó. Đó thì mọi người có thể bật cái podcast này của mình để vừa ăn vừa chơi hoặc là vừa làm cái gì đó để nghe ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ đặt những cái câu hỏi cho Vi. Vi sẽ kể lại những cái câu chuyện mà lúc mình đi du học. Thì hình như hồi xưa là Vi học ở trường Safe phải không? Dạ đúng rồi, em tốt nghiệp từ trường C. Ừ, vậy hồi xưa là khi mà quyết định du học đó là em là ba mẹ cho đi hay là em quyết định đi như hay như thế nào? Em có thể kể không? Em đi du học là năm đó là em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong, tức là em mới có 18 tuổi thôi, thì lúc đó em cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều. Đơn giản là lúc đó em chỉ nghĩ là cái chương trình học ở Việt Nam sau khi mà học xong lớp 12 á, thì nó quá là nặng đi. Em muốn đi du học để trải nghiệm được cái để có thêm cái trải nghiệm mới và cũng như là thử thách bản thân mình hơn. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ừ, vậy là em muốn đi du học Dạ đúng rồi, và lúc đó em em muốn nói với ba mẹ là em muốn đi du học. ừ, Dạ. rồi Cũng rồi tại sao là em lại chọn Canada và tại sao em lại chọn Calgary là để đi du thực học? ra là lúc đó em cũng có research nhiều, hai cái nước mà em muốn đến đó là Mỹ và Canada. Mỹ á, là do là em có người nhà đó, còn Canada theo như em tìm hiểu lúc đó thì cái chương trình định cư nó rất là dễ, thì khi lúc em nghĩ là đi du học thì nó cũng giống như là một cái dạng đầu tư, mà đầu tư thì mình phải có lời, Đúng. không ai muốn đầu tư mà lỗ hết, cho Đúng. nên là em mới nghĩ là đi du học mà để tìm được cái con đường ở lại thì em nghĩ là Canada nó sẽ tốt hơn, nên em quyết định là em đi Canada. Vậy là cái lúc mà em tìm hiểu đi du học là không chỉ tìm hiểu đi du học mà em còn tìm hiểu đi định cư luôn. Dạ đúng rồi. Là cái đó em tự tìm hiểu hay em có đi qua một công ty tư vấn gì không? Lúc đó em có đi một vài cái gọi là Hội thảo. hội thảo tư vấn du học. Dạ. Thì sau đó về nhà thì em với lại mẹ em cũng có research thêm. Thì rất là may mắn là lúc đó khi mà em nói với gia đình là em muốn đi du học thì cả ba và mẹ đều ủng hộ và support cho cái chuyện đó của em. Dạ. Vậy quá good ha. Vậy còn cái lúc mà em đi làm hồ sơ này nọ thì sao? Lúc mà làm hồ sơ đi du học thì em làm qua trung tâm tư vấn du học, tại vì cái thời điểm đó thì tiếng Anh cũng chưa có tốt mà cũng chưa có nhiều quá nhiều kiến thức về cái việc mà giấy tờ này nọ, nên là Coi như là thì cũng ok thôi, tại vì mình chưa biết cái giấy tờ như thế nào, mình nhờ người ta làm giùm dạ thì đúng cũng rồi. ok. Đó, thì trong lúc là làm giấy tờ này nọ thì nó có rắc rối, có trục trặc gì không? Rắc rối thì không có, nhưng mà em không biết tại sao mà cái lúc mà em nộp hồ sơ mà xin đi du học á, thì cái thời gian mà em chờ đợi để có visa du học rất là lâu. Em đợi tổng cộng là 6 tháng để em có visa du học. Ồ. Dạ. Yeah. Ồ. Lúc đó là em đã muốn bỏ cuộc rồi, em muốn là em ngưng luôn để em đi nước khác, tại vì bây giờ À. mình ở không trong vòng 6 tháng thì mình thấy nó cũng vô nghĩa Đúng quá. rồi, đúng Dạ, yeah. Nhưng mà may mắn là Canada vẫn chọn rồi. em. Ủa vậy là cái lúc mà em nộp là cái chỗ mà nộp hồ sơ là nằm ở trên đường Baxter đúng không? Hay là Em làm qua
À dạ đúng rồi, nằm trên đường Baxter. Baxter dạ, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Hồi xưa anh đi đường đó, anh đi làm á, cái anh đi ngang anh biết là chỗ này là đại sứ quán, giống như là mình biết là lãnh sứ quán của Canada vậy đó. Anh nói Dạ. mọi người xếp hàng đi á, cái anh mới nói trời chả bao giờ mình đi ra đây đâu, mình chả bao giờ mình đứng xếp hàng giống người ta, cái gì mà phải đi nước ngoài xếp hàng cực khổ quá trời. Dạ. Rồi ai biết đâu tới tới ngày cũng mình cũng đi à. Nhưng mà cái lúc anh làm hồ sơ là anh tự nộp, mà anh nộp thì anh nộp ở bên phía đường Trương Định á, sau này nó À. dời về đường Trương Định á, nó Dạ. một cái tòa nhà cao cao ở đường Trương Định với đề đường Nguyễn Thị Minh Khai á À. đó, thì anh nộp bên đó. Đó thì nói chung là cũng cũng làm, tự làm làm một hồ sơ này đó thôi. Lúc em làm em vẫn còn ở Pasteur. Ok. Ừ. Rồi lúc mà khi mà em giống như là làm hồ nhận được visa xong á thì mình chuẩn bị như thế nào? Mình nói chung là mình phải có chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị hồ hành lý, hồ rồi tâm trạng lúc đó như thế nào? Đầu tiên lúc mà khi mà em nhận được visa em còn nhớ là lúc đó hình như là 29, 30 Tết gì đó, cho nên là em Ok vui lắm, giống như luôn là cái ăn cái Tết sau em còn nói mẹ là ăn Tết này xong là con thành du học sinh rồi. ha. Dạ, cho nên là rất là phấn khởi, ngay cả cái ngày đầu tiên khi mà em đến Canada em vẫn còn rất là vui. Nhưng mà Ừ. sau đó Không có sợ, thì không có lo gì luôn. không, giống À như là 18 thích tuổi quá mà rồi đó. mình cứ nghĩ là mình được tự do rồi. Đúng Dạ. rồi. Rồi Ừ. xong rồi qua đây thấy mọi thứ nó cũng mới mẻ, giống như em thấy xe train lần đầu tiên nè, rồi đường xá, rồi xe hơi, không có xe máy. Vậy là cái đó là lần đầu tiên đi nước ngoài luôn hả? Dạ, lần đầu tiên đi nước ngoài Wow. luôn. Các bạn thấy không? 18 tuổi nha các bạn. 18 tuổi mà dám đi ra nước ngoài, dám tự đi du học, tự tìm hiểu luôn. Quá good luôn ha các bạn. Đó thì ủa nhưng mà em có thể kể là em đi học cái ở trường xây là em học ngành gì không? Dạ. Thì lúc mà em học ở trường SAIT là em học ngành Chemical Laboratory Technology, là dịch ra tiếng Việt là kỹ thuật hóa phòng thí nghiệm. Nói chung là chuyên về hóa. Dạ, chuyên về Hóa hóa thì đó là cái ngành hệ 2 năm ở trường SAIT. là học ra, nhớ học ra diploma luôn. Dạ, ra diploma. Mà diploma luôn. Ok. Nó vậy nhưng mà cái học cái ngành đó thì em có lúc mà em chọn cái ngành đó là do em chọn hay là sao? Hay là em có định hướng gì không? Có ai định hướng cho em cái ngành đó không? Cái ngành đó là thứ nhất là khi mà em còn học cấp 3 ở Việt Nam thì em cũng đã thích học hóa rồi. Với lại cái thứ hai nữa là khi mà em quyết định em đi Calgary á, thì em có tìm hiểu thì em biết là thành phố Calgary là thành phố về dầu khí. Thì em mới nghĩ À, là nếu đúng mà đúng mình đúng. học hóa thì nó cái công việc nó sẽ dễ hơn. Tại vì Ừ. hóa phòng thí nghiệm thì nó cũng sẽ liên quan tới dầu khí rồi này nọ, Đúng cần đúng chính phải phân xác. tích. Ừ. Nên là em nghĩ là ok, mình sẽ đi cái con đường này. Ừ, hồi xưa là lúc anh quyết định đi á, là anh bỏ BC là đầu tiên tại vì BC nó quá đắt đỏ. Cái thứ hai là anh bỏ AB ra tại vì AB là chuyên về dầu khí, không có cửa cho IT. Cho nên AB với BC là hai cái tỉnh bang đầu tiên anh bỏ ra, anh không đi, anh không chọn. Đó, mà bây giờ cuối cùng thì mình lại end up ở tại Alberta này. Đó. Ủa nhưng mà khi mà em chọn cái ngành đó rồi thì em có không phải là mình định hướng mà mình ok mình học cái ngành đó rồi mình thích rồi đó, nhưng mà em có biết rằng là sau này mình sẽ làm cái gì không? Mình có thể định hướng luôn tới mức đó không? Lúc mà em chọn cái ngành đó thì thực ra là lúc đó em apply cả hai ngành là vừa business và vừa cái ngành hóa đó luôn. Thì ngành hóa lại gửi thư mời đến cho em trước cho nên là em chọn ngành hóa. Thì lúc mà em bắt đầu học cái ngành đó thì em chỉ nghĩ là hóa nó có thể là lợi thế của mình cho nên là mình sẽ học dễ dàng. Mà nếu mà em lúc đó em chỉ nghĩ là nếu mà mình có thể học giỏi được á, thì sau này ra trường cái cơ hội tìm việc làm nó cũng sẽ dễ thôi. Em cũng chưa thực sự định hướng được là mình sẽ làm gì, nhưng mà trong cái quá trình học á, thì thầy cô hướng dẫn này rồi sẽ có những cái buổi hội thảo rồi mời những cái employer từ các cái công ty về để chia sẻ kinh nghiệm á, thì mới bắt đầu dần dần hiểu được là à ngành này ra là mình sẽ làm trong phòng thí nghiệm, mình sẽ có thể phân tích mẫu nước, mẫu dầu khí cái kiểu. Em thấy ok. À, đúng coi như là ngành người ta nói là nghề chọn người á. Người ta hay nói là mình đi chơi tìm nghề nhưng mà thật ra là cái này là nghề chọn người Em á. cũng nghĩ là nghề chọn Ừ, người. nghề chọn người rồi đó. À, vậy là em học 2 năm ra rồi. Còn cái ví dụ cái này hơi nhạy cảm hay về cái phần học phí á, thì nó ở trường xây có học phí nó có nặng lắm Năm mà em học là năm 2017 tới 2019 không? thì cái thời điểm đó là em đóng học phí là khoảng 10.000 cho một học kỳ. Wow. Một năm là có hai học kỳ. 10.000 mà lúc đó là khoảng 17 hay 17 rưỡi, 17 chứ cũng chưa 17 rưỡi nữa. Ừ, cũng cao ha. Đúng Một rồi. kỳ là 100, coi như tính ra tiền Việt Nam là khoảng 170 triệu một học kỳ. Một học kỳ, Wow. Trường xe đóng tiền là đóng theo từng học kỳ. Một học kỳ nó bao nhiêu tháng? Một học kỳ kéo dài 4 tháng. Coi như 4 tháng phải đóng 10.000.
chua chát luôn các bạn. Các bạn nào mà có ý định mà đi qua đây mà du học mà vừa đi làm mà vừa đóng tiền thì mình thấy chắc là không nổi đâu ha. Dạ không, nếu như mà qua đây mà vừa đi học mà vừa đi làm thì nếu như mà siêng năng lắm mà làm được đúng 20 tiếng một tuần theo như chính phủ cho phép á thì mình chỉ cover được cái phần là tiền ở với lại tiền ăn thôi, còn tiền học là em nghĩ là không thể. Tại vì trên kênh của anh có nhiều bạn cũng đang hỏi muốn đi du học, rồi cũng đang gọi là gia đình hỗ trợ cho học phí năm đầu. Rồi bạn mới hỏi anh rằng là bây giờ học phí năm 2 á mình đi làm thì nó có cover nổi không? Thì thật ra anh cũng không có phải là đi học giống em cho nên anh cũng không chia sẻ chính xác, nhưng mà anh theo cái quan điểm với lại theo, tại vì anh cũng là người đi làm mà, cho nên anh cũng nghĩ là chắc không nổi đâu, tại vì bây giờ đi học mà để đã là bài vở trên trường nó nhiều rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mình phải làm project này nọ rồi bây giờ phải đi làm mà cho là đi làm được đủ 20 tiếng một tuần đi. Đó, mà cũng mà 20 tiếng mà nhân lên với mức lương cơ bản thì mình cũng không thể nào mình cover hết được cái học phí được. Dạ không. Chưa khó lắm. Mình phải trả tiền nhà, mà cái thời điểm đó em thuê nhà nó cỡ bao nhiêu? Cái thời điểm năm 2017 2019 đó em thuê nhà thì em thuê basement, tức là thuê một cái phòng ở trong cái tầng hầm của một cái căn nhà đó. Thì em chỉ trả 430 đô một tháng thôi. 430 đô là bao gồm tiền thuê nhà, tiền điện nước, tất cả mọi thứ luôn. Thì thời điểm đó là em đi làm thêm là làm ở nhà hàng. Mà cái nhà hàng đó thì nó lại may mắn là nó nằm ở trên cái khúc đường mà nhiều xe qua lại á, cho nên cái lượng khách nó cũng khá là ổn định. Và cái tiền tip từ nhà hàng nó cũng giúp em một phần nào rất là lớn. Đúng rồi các bạn, bên đây mà hồi xưa mình có đi làm ở bên anh có đi làm ở bên Tim Hortons á. Thì nói chung là lương thì cũng cơ bản thôi, xong rồi đa số là mỗi ngày mình về mình đếm tip. Đếm coi mình cái phần đó là vui nhất luôn. Vui nhất á, rồi đến lúc mà nhất là Noel á, Christmas là người ta tip nặng mạnh tay lắm. Có bữa hả tiền tip mà lên tới gần 60 đồng luôn. Có những ngày mà đi học ra xong rồi em qua em đi làm luôn á thì nó rất là mệt, nhưng mà em cứ tự động viên bản thân mình là không sao, mệt chút xíu tối về ngủ ngon thôi. Ủa như vậy thì làm sao em làm bài? Ví dụ ngày mai có bài cũng phải nộp gì nọ sao làm nổi? Thì em phải thức rất là khuya. Là phải gồng thôi đúng không? Dạ đúng rồi, phải cố gắng gì đó. Vậy là ở Việt Nam cố gắng 1, qua đây cố gắng 10. Dạ đúng rồi. Rồi vậy còn cái ngành của em á, để ví dụ như bây giờ anh có ví dụ một bạn nào đang muốn học cái ngành của em, đóng học phí là biết rồi đó ha, 10.000 này nọ. Còn trong cái quá trình học em có phải mấy cái dụng cụ hay là mua thiết bị gì không? Sách vở anh nghĩ chắc là có rồi đúng không? Đối với cái ngành của em á, thì sách vở thì giáo viên cũng có bắt mua, có môn giáo viên bắt mua, nhưng mà tip của em á là cứ lên tìm sách online, download về để mà học. Còn thêm một cái nữa là tại vì em là sinh viên nghèo hiếu học mà, cho nên là ở trường Seed á sẽ cho mượn sách giáo khoa trong vòng 2 tiếng là mình phải trả. Thì nếu như mà thư viện đóng cửa lúc 10 giờ tối mà anh mượn sách lúc 9 giờ tối á thì người ta sẽ cho anh giữ cuốn sách tới sáng ngày hôm sau. Nên là em cứ thường là em học xong em sẽ ở lại thư viện đến 9 giờ tối em mượn sách để em đem nó được về nhà để em làm bài, rồi xong rồi sáng hôm sau 8 giờ thư viện mở cửa thì em phải trả lại. Nó hơi cực một chút, chứ nó áp dụng cho những cái môn mà chỉ cần sách trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi thì được. Với lại còn về những cái tiền khác như là mua dụng cụ này nọ thì ngành của em ngoài tiền học phí em còn phải mua thêm áo lab coat để đi học trong lab. Thì em nhớ cái lúc đó em mua là như là 100 đô, 120 gì một cái. Thì cũng trung bình, không có gọi là mắc. Phải mua lab coat rồi phải mua kính safety. Để nó là những cái dụng cụ bắt buộc để được vào phòng lab. Ngoài ra thì mình còn phải thuê locker ở trong trường để những cái dụng cụ đó. Thì đó là những cái chi phí khác. Vậy là rẻ đó em, tại vì anh có người bạn học ở bên culinary á, bên bếp á, là mua bộ dao không hết 3.000 rồi. Đó. Em tính ra bên em là rẻ là chỉ phải mua lab coat với lại. Anh nghĩ thôi. Tại anh nghĩ anh sợ phải mua mấy cái ống nghiệm hoặc là mấy cái hóa chất này nọ. Những cái đó thì lúc mà bắt đầu năm học á thì trường sẽ cho mình thuê, người ta sẽ đưa cho mình một cái bộ đầy đủ dụng cụ để mình giữ trong vòng một học kỳ. Thì mình sẽ phải deposit bao nhiêu đấy, mình đi thuê nhà vậy đó. Tới cuối kỳ mình trả lại cho người ta, nếu như mà cái nào bị bể là bị mất thì mình sẽ phải đền cái đó. Cái đó là tất nhiên rồi. Vậy thôi. Chứ không có phải là mua.
À, ủa nhưng mà cái bộ đó là trong học kỳ rồi, qua học kỳ tiếp theo mình có xài nữa không hay là Dạ có, qua học kỳ tiếp theo thì người ta sẽ lại đưa lại cho mình, nhưng mà cứ kết à thúc học kỳ là mình phải coi như là người trả ta cho lại. mượn, cho Dạ mượn thì đúng mình rồi. deposit thì mình làm hư mình đền này, cái Dạ đó tất nhiên rồi, nhưng dạ mà mình đúng không rồi. phải mua. Dạ không phải Ừ mua. gì cũng đỡ, Dạ. nhưng mà cái đúng rồi, cái áo thì tại vì áo mình mặc trên người mà mình đâu Dạ thể đúng nào rồi. chuyển qua người này người nọ được. Dạ đúng Ừ ok, cái đó cũng hợp lý. Vậy là anh thấy cũng rẻ, bạn anh mua bộ dao không 3.000 cái hả, gai chóng mặt luôn. rồi. Chưa tính là học Korea thì là thường, tại vì mấy bạn đi qua đây đi học á, thường hay quan tâm đến cái ngành hospitality á, Dạ đúng rồi. Korea hoặc là ngành cái ngành gì ta, ngành làm bánh Dạ, á, baking. baking á, Dạ. thì mấy cái ngành đó mình phải mua dao, mua đồ dụng cụ nè, rồi phải mua nguyên vật liệu, tại vì khi ở trường, ví dụ nguyên vật liệu ở trường lúc mà mình học á là một nguyên vật liệu đấy, nhưng mà mình muốn luyện tập thì về nhà mình phải mua những cái nguyên vật liệu đó mình luyện tập, ví dụ gọt potato hoặc là cắt cá cắt gà gì đó, Dạ. là mấy cái đó phải luyện tập. Mà mấy đồ ăn đó thì mình phải mua, Dạ. thì có gì đồ ăn mình mua mình về mình luyện thì không nói, mình ăn luôn cũng không không nói, nhưng mà mình phải mua một số lượng lớn để mình luyện tập rất là Dạ đúng nhiều. rồi. Mà anh chỉ thấy nặng nhất là cái bộ dao thôi, bộ dao bộ làm của bên đó, đó. Dạ. À, mấy bộ đó 3.000 khủng khiếp thiệt. Còn sách vở thì sao, bên sách vở, à sách vở hồi nãy em có nói ra là Dạ thì mình tìm chỉ, online hoặc là mượn của thư viện thôi chứ nhưng mà cũng không đúng cần thiết phải đúng mua. đúng ra là mình cũng có mua đúng không, Dạ nếu mà đúng ai rồi. muốn mua thì vẫn phải mua. À đúng rồi. À thực ra là còn còn một khoản nữa là mình phải mua những cái cuốn report, tại vì em phải làm lab report rất là nhiều. À Dạ. thì giống như mấy cuốn bài tập, mấy Dạ cuốn bài đúng rồi, tập của mấy cuốn mấy bài cái ngành tập khác. khoảng mấy chục đồng một cuốn thôi. Dạ. Bên lúc mà chị đi học thì cũng có mua mấy cái cuốn đó, mấy cuốn bài tập thì mình phải mua, Dạ. còn một số cái là tụi anh giống như mua sách cũ á, mua của Dạ. mấy sinh viên trước người ta để Dạ lại. đúng rồi, mua sách cũ cũng được. Ừ, xong rồi mình học xong mình đừng có note gì lên hết, mình note ở ngoài xong rồi cái Dạ, mình giữ cuốn bán sách tiếp. tốt mình bán lại cho người Dạ, ta, bán đúng lại cho người rồi, ta. nếu là một option dạ. Không mà cái tip của Vi hay á, đi vô thư viện mượn 2 tiếng đi ra, thì cái đó cũng là một cái tip rất là hay cho bạn nào mà sắp sửa đi qua. À, thay vì đi mua cuốn sách mấy trăm tờ sách bên này mắc khủng khiếp Mắc luôn á. lắm anh, dạ cái cuốn đó em nhớ lúc mà em cần phải mua là tới 200 mấy chục đô Tính ra là coi như mua cuốn sách không 4 triệu nha các bạn. lận. À, cái 4 triệu để mình mua một cuốn sách học xong, mà nhiều khi học được có mấy trang. Nhưng mà thực ra là cũng không phải là ngày nào mình cũng cần sách, cho nên là em nghĩ là hoặc là tìm bản online hoặc là mượn qua thư viện thì nó sẽ kinh tế hơn. Không, anh nghĩ mượn qua thư viện là hợp lý nhất, tại vì thư viện của trường thì hết sách nó là sách license, còn Dạ DAO đúng rồi. online thì nhiều khi sách đó là khách scan này nọ, sách lậu á, Dạ đúng thì rồi. nó cũng không đúng, nó phải vi phạm quy định của người ta. Dạ đúng rồi. Còn mượn hở thư viện thì anh thấy là good nhất, cái tip đó hay, hợp lý và không có phạm pháp gì hết. Rồi còn vậy, còn cái chương trình học của em nó làm sao, nó nặng không, rồi em học em thấy như thế nào, em có enjoy được cái việc học của mình không á? Cái ngành của em học đó, theo như em đánh giá thì nó khá là nặng. Lúc mà em mới bắt đầu học đó, thì em khá là áp lực, tại vì em không có học hóa bằng tiếng Anh ở Việt Nam, Đúng rồi. mà cái chương trình hóa ở Việt Nam với lại ở đây nó cũng khác nhau hoàn toàn. Có nghĩa là khi mà em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong thì em sang đây, em vô cái ngành hóa ở đây. Hóa ở Việt Nam mà mình học là chủ yếu biết công thức, tính số mol rồi các kiểu. Nhưng mà ở bên đây thì lại không phải như vậy. Mà là cái ngành của em học là 80% là thực hành. Thực hành ở đây là tụi em một ngày, có khi tụi em vô lab là không, một tuần là tụi em phải vô trong lab làm thực hành tới 4 ngày. Chỉ có một ngày duy nhất là không có lab thôi. À là mà em, nhưng mà em đi học mấy ngày trong một tuần? Dạ 5 ngày. 5 ngày, Ngày nào cũng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi đến chiều hết. coi như Tại vì là full một cái tiết lab của em là kéo dài 4 tiếng. time Thì rồi. lab đó bao gồm là những cái làm những cái thí nghiệm bằng tay như là pipette đồ này nọ, và cái nhiều nhất đó là học về sử dụng cái máy móc mà trong phòng lab. Những cái máy móc ở đây á, thì À giống như em không chơi. có học cái đó bằng tiếng Việt nên em không biết, nhưng mà hồi sáng em có Google thì nó những cái máy móc như là sắc ký nè, máy quang phổ, phát xạ những cái đó. Thì những cái đó sẽ rất là cần thiết sau này khi mà mình đi làm, tại vì bây giờ nó hiện đại rồi, mình đâu có làm tay nữa, mình phải Đúng chạy rồi, đúng máy rồi. thôi. Dạ. À, một cái idea cho mấy bạn nào mà đang không hiểu Vi nói gì á, thì các bạn có thể bật cái phim bằng chứng thép á. Trong cái phim đó là có mấy cái giống như lúc mà người ta xét nghiệm mấy cái mẫu vật này nọ đó, là đưa vô mấy cái máy quay quay Dạ, quay đúng quay giống như rồi, đúng không? đúng rồi. Dạ. Đó. Đó thì Đưa vô những cái máy đó để người ta phân tích ra là phân tích. trong cái mẫu đó nó có những cái chất gì, chất gì. Dạ. Đó thì đó là cái, đó là cái mà dễ hình dung nhất, các bạn cứ bật cái phim bằng chứng thép lên là các bạn coi là các bạn hiểu Vi đang nói gì Dạ. đó. Vậy thì cái
trong lúc là lúc học á thì mình có học làm việc nhóm không? Chắc chắn là có đúng không? Dạ có, làm việc nhóm rất là nhiều, tại vì một cái bài lab nó rất là dài mà không có thể nào mà đủ máy để cho mỗi người một máy để làm được, cho nên là thường tụi em luôn luôn phải làm theo nhóm. Có lab thì làm nhóm 4 người, có lab thì làm nhóm 2 người kiểu như vậy. Nhưng mà em có gặp cái tình trạng là có thằng nào nó bỏ, nó không chịu làm rồi mình ôm dạ, hết có không? Chứ cái đó là không thể nào mà tránh khỏi luôn. Anh thấy ai đi học cũng bị cũng dạ, gặp á. Đúng rồi. Có mình, nếu mà mình xui mình vô một cái group mà có người mà không chịu làm như vậy á thì chỉ có một cách duy nhất là mình phải báo với lại giáo viên. Đúng rồi, cái đó dạ, chắc chắn. Để chứ là phe cho mình, phe cho nó nữa. Dạ, nó không làm gì hết mà nó hưởng không được. Đó. Dạ. Đúng thì rồi. Cái đó là không thể nào mà tránh khỏi, nhưng mà tip cho mọi người là cứ nên nói cái chuyện đó cho giáo viên của mình biết để tìm cách xử lý, chứ không có thể nào mà cứ take care cái phần của cái người không chịu làm được. Đừng có sợ gì hết, cứ lên tiếng thôi. Đúng rồi, bên này nó fair mà, bên này mọi thứ là nó phải công rõ bằng. Ràng công bằng hết chứ dạ, không phải là rồi. Sợ sợ cái gì hết. Dạ. Với lại mình với nó là cũng là học sinh viên với nhau mà, có dạ, phải là gì đâu mà mình phải sợ. Đó. Này cũng đúng. Không mà hai cái ngành này bên này hay ha. Bên này ngồi thực hành, hồi xưa anh đi học toàn đi vô toàn là ngồi học hóa tính số mol, cân bằng gì? Cân bằng oxy hóa khử. Dạ đúng rồi. Mà không, mà đó, hồi xưa anh học hóa cũng giỏi lắm, anh học chùm chùm hóa đó. Nhưng mà thực ra là thấy vậy thôi chứ nó cũng nặng lắm, tại vì những cái máy móc đó là anh phải vừa hiểu cách vận hành của nó mà đồng thời là anh cũng phải tự tay run ra được cái kết quả. Thì mình phải dành thời gian để mình đọc cái manual của cái máy trước cái ngày mà mình vô lab. Mình dành thời gian mình đọc để mình hiểu coi là cái bài lab mình nó đang muốn làm cái gì. Thì mình vô, tại vì chỉ có 4 tiếng thôi. Cứ phải làm cho nó kịp giờ, kịp bài đó. Ủa vậy nếu mà em muốn thực hành thêm em có làm được không? Dạ không. Không luôn. Cho nên là nó bị cái chỗ đó, nó chỉ gói gọn trong vòng 4 tiếng một ngày. Mình phải làm sao để mình nắm được kiến thức, mình phải làm ra được cái kết quả. Đúng là mỗi ngành mỗi khác ha. Để lấy điểm như vậy. Giống như bên anh thì bên IT thì anh có máy, anh cứ xếp máy về nhà, ngồi ở nhà thức đêm thức ăn ngày ngồi cày thôi. Mà còn bên ngành này thì mình phải có cái máy ở trên lab. Đúng rồi, chứ cái đó thì phải có người giám sát đúng không? Dạ, đúng rồi. Mấy cái đó mình không thể nào mình tự lên tự chạy được. Dạ, đúng rồi. Cũng hợp lý thôi. Rồi còn nếu mà ngoài thực hành đó thì chắc chắn mình phải thi lý thuyết đúng không? Có phải có viết essay này nữa không? Viết essay thì không có, nhưng mà cái khó là phải làm mấy cái lab report. Làm lab report là ngoài cái việc mà mình lấy kết quả từ máy ra thì mình cũng phải viết được cho... Mình cứ tưởng tượng là mình đang gửi cái kết quả đó cho khách hàng của mình. Thì mình phải nói cho người ta hiểu là cái kết quả này nó là cái gì. À đúng rồi, cũng một dạng essay đó. Dạ. Đó một dạng essay đó. Thì cũng là một dạng essay. Thì lúc ban đầu em mới học thì cái đó nó khá là khó khăn với em. Cũng ok thôi, nhưng mà khó ở chỗ nữa là đúng là giống như em nói là học hóa Việt Nam, học ra ví dụ mình học lưu huỳnh sắt này nọ đúng không? Qua đây đổi ra iron thì mình dễ rồi, sodium này nọ. Hồi lúc em mới bắt đầu vô trong cái ngành này á, em tại vì em không có học hóa học tiếng Anh ở Việt Nam trước, cho nên là em không biết là cái tủa tiếng Anh là gì. Em cũng không biết, kiểu như là mình nói những cái như là chất xúc tác này, hợp kim hay là chất kiềm này nọ thì nó dễ, nhưng mà những cái đó bằng tiếng Anh em không biết nó là cái gì hết. Dạ, cho nên là cái khoảng thời gian bắt đầu kỳ 1 đó cũng khá là chua ha. Dạ, khó khăn. Qua đây rồi đấy nha. Anh mới đọc mấy cái nhãn hiệu trên mấy cái sản phẩm á, anh mới biết potassium là kali. Còn lúc đầu là anh cứ nghĩ trong, anh cứ nhớ trong đầu là sodium mới là kali. Đúng rồi. Cho qua đây anh đọc mấy đó riết anh mới biết. Đó, thành ra đúng là cái đó cũng là một cái khó khăn, nhưng mà được cái là bên cái ngành IT của anh thì mọi thứ nó đều tiếng Anh hết. Cho nên từ lúc học ra là anh đã quen cái chữ đó rồi. Mặc dù là ví dụ như không phải tại vì anh không học đại học Việt Nam. Nếu mà anh học đại học Việt Nam nó cũng là ví dụ như mấy cái lập trình nó cũng sẽ là nó cũng sẽ có những cái tên của bên tiếng Việt mà cũng hơn là tại vì anh không học đại học ở Việt Nam. Anh tự học cho nên thành ra là anh cũng quen với tiếng Anh hơn. Ghê ha, cái ngành hóa này nó cũng hồi xưa anh cũng thích học hóa lắm á chứ, mà sau này không biết sao cuộc đời đưa đẩy không đi ra hóa. Tại anh cũng không định hướng được nha. Ở Việt Nam anh không định hướng, ví dụ mình học hóa xong mình sẽ ra làm cái gì. Cũng không biết là mình học cái gì. Em cũng... may mắn là cái ngành này của em nó cũng khá là cụ thể. Chemical lab thì ra sẽ làm trong chemical lab. Nên là Rồi vậy thì đó là cái ngành học rồi. Rồi trong cái lúc học ok hết. Trong cái lúc học là em có vấn đề về cái chuyện học không? Có gặp khó khăn hay là gì không? Ví dụ như mà cái chỗ đó, cái bài đó hoặc là cái chỗ đó mình làm không được hay làm sao đó, thì em làm như thế nào?
Dạ có chứ, gặp khó khăn thì khó khăn nhiều chứ. Như hồi nãy em nói á, là lúc ban đầu á, là những cái thuật ngữ ngành hóa em chưa biết, cho nên là khi mà thầy cô giảng á, thì em sẽ phải Google xem là cái đó là cái gì vậy ta. Với lại thêm một cái nữa là khi mà mình học những cái toán hóa thì cái cách mà mình giải á, ở Việt Nam nó khác với ở đây. Cho nên là mình phải quên đi, quên những cái mà mình đã được học ở Việt Nam đi để mình adapt cái mới ở đây. Nhưng mà trong lúc ví dụ như anh ví dụ như trong lab đi làm cái đó, xét nghiệm cái đó để ra cái kết quả ABC gì đó, nhưng mà ví dụ em làm không được, em làm hoài không ra, em có bị tình trạng đó chưa? Dạ có chứ, làm không ra có luôn chứ, có rất nhiều luôn á. Rồi lúc đó giải quyết như sao? Thì lúc đó sẽ phải hỏi giáo viên là bây giờ tao đã làm theo các bước này rồi nhưng mà nó không ra thì phải sao? Thì hoặc là người ta sẽ set up cho mình một cái giờ khác để mình đi, để mình làm lại. Hoặc là lúc đó thì thầy cô sẽ giúp mình xem là cái vấn đề nó nằm ở đâu để mà giải quyết. Cho nên là em thấy là khi mà đi học ở đây á, đừng có ngại hỏi. Mình không hỏi là mình thiệt thòi thôi. Chỉ cần mình lên tiếng, mình hỏi thì chắc chắn là thầy cô sẽ luôn giúp đỡ đúng mình. Đúng rồi, chính xác. Anh thấy nhiều bạn đi qua đây hay bị ngại do đó đó. Không dám hỏi. Không có, ví dụ như mình đã yếu tiếng Anh rồi mình còn không dám hỏi nữa thì mình ra mình không biết gì hết. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ cái đó là một cái idea tốt, cái mindset tốt đó chứ. Giáo viên ở đây người ta rất là quan tâm và rất là nhiệt tình, chỉ cần mình chịu khó học hỏi là người ta sẽ giúp đỡ mình. Giống như có một lần em học hóa với lại cái thầy đó, em ngồi ở dưới cuối lớp thôi. Xong rồi lúc mà thầy giảng á, thầy giảng xong rồi thầy hỏi là is it clear, là mọi thứ có rõ ràng chưa? Em lắc đầu. Tức là em không nghĩ là thầy nhìn thấy, nhưng mà thầy lại nhìn thấy như vậy. Tới lúc mà giờ ra chơi á, thì thầy đem giấy bút xuống, thầy hỏi em là hồi nãy lúc mà tao hỏi là có clear không thì tao thấy mày lắc đầu, có chỗ nào mà mày cần hỏi không? Kiểu lúc đó em rất là bất ngờ luôn. Bên Việt Nam làm gì có? Bên Việt Nam là em nghĩ chắc không có gì đó. Bên Việt Nam là anh chỉ có gặp thôi. Em ấn tượng nhất một kiểu em chưa có rõ cái phần đó là như thế nào á. Thì kiểu như là theo quán tính thì em chỉ lắc đầu thôi, không phải là em lắc đầu cho thầy mà là cho bản thân em. Nhưng mà thầy lại thấy và thầy xuống tận chỗ em ngồi mà hỏi em là em có cần giải thích thêm chỗ nào không. Bởi vậy mới nói là cái giáo dục bên An người ta tốt chỗ đó đó, người ta tận tình tận tâm, chứ không phải là chạy theo mấy cái chỉ tiêu này nọ. Thôi vậy còn giờ chuyện học như vậy rồi, bây giờ ví dụ nói về đời sống với học sinh đi, thì trong lúc mà em sống bên này là với lại ban đầu em qua là em qua một mình đúng không? Dạ, là đúng một rồi. Mình em và thân con gái nữa, thì cái ngày đầu qua em cái cảm nhận của cái ngày đầu tiên mà em bước chân xuống sân bay, em đi vô trong thành phố, rồi cuộc sống hàng ngày của em ở Calgary nó như thế nào? Lúc mà em mới vừa qua Calgary á, ngày đầu tiên mà em xuống, tức là em tới Calgary là tháng 4, tầm đó nó vẫn còn đang lạnh. Em thấy thích lắm, như là Đà Lạt vậy á. Mà đúng rồi, lúc đó thì nó xe dạ. Em thấy mát mẻ trời, tuyệt vời. Lúc đó vẫn còn đang rất là enjoy cái cuộc sống. Rồi em được đi siêu thị, đi xếp quầy, rồi đi mua đồ này đồ kia để cho cái nơi ở của em á. Thì cái tuần đầu tiên của em nó như thiên đường vậy á. Em không có bị sốc, không có bị gì á, em rất là vui luôn. Nhưng mà bắt đầu qua đến tuần thứ hai, tới lúc đó nó trời nó trở lạnh hơn, thì em không có mặc đủ đồ á, em bị bệnh. Mà lúc đó qua đây có một mình mà còn bị bệnh nữa, là em chỉ nằm trong phòng thôi, nhìn bốn bức tường thôi. Kiểu lúc đó em rất là stress luôn. Ngày nào em cũng gọi về em nói mẹ về thôi mẹ ơi, không có được nữa. Đúng rồi, mấy bạn nào mà nữ nữa, mấy bạn gái mà hay qua đây mà gặp mùa đông là hay bị dễ bị trầm cảm gì đó. Rồi lúc đó em làm sao để... Thì lúc đó cứ phải gọi điện về nhà thì mẹ em cũng động viên. Thì bây giờ em suy nghĩ là mình đã sang đây rồi, mình đã... không lao rồi mình phải theo lao thôi, mình phải ra đường, phải tự giúp bản thân mình thôi, không ai giúp mình được. Thì em cũng gượng dậy, em đi kiếm mua thuốc, rồi xong rồi sau đó đỡ hơn thì em bắt đầu lên Facebook tìm những cái bạn Việt Nam mà cũng học SAIT vào cái thời điểm đó để kết bạn, rồi đi chơi này nọ thì mọi thứ nó ổn định hơn. Thì khi mà mới qua đây em nghĩ là mọi người nên cố gắng tìm kiếm những cái connection, tìm những cái người bạn mà mình có thể giao lưu này nọ. Mấy người mà đi trước rồi ở đây người ta quen đường, quen nước, quen cái rồi đó. Dạ đúng rồi. Mới giúp cho mình. Đừng có ngại, mình cứ đi ra ngoài kia rồi kết bạn đi. Anh thấy nhiều bạn qua đây bị ngại á, giống như mấy bạn introvert, mấy bạn nội sống nội tâm á. Dạ. Cứ hay trốn trong phòng, không có đi ra ngoài giao lưu á, là cái đó thiệt thòi cho mình. Dạ đúng rồi. Thì cái đó là cái thứ nhất, là mình phải cố gắng kết bạn để mình vượt qua được cái sự cô đơn ban đầu ở đây đã. Đúng rồi. Xong rồi cái thứ hai nữa là nên tìm việc làm part time. Đúng rồi. Tìm cho mình một cái công việc để khi mà ngoài cái việc đi học đó, thì mình thứ nhất là mình có thêm kiến thức, kỹ năng mềm. Thứ hai nữa là có thêm những cái mối quan hệ xung quanh và có thêm thu nhập cho bản thân.
nên đi tìm một cái công việc part time, làm việc gì cũng được, chỉ cần có công việc làm mấy tiếng một tuần cũng được thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái lúc mà em qua vậy đó thì có ai hướng dẫn em là đi tìm việc part time hay là em tự biết em sẽ phải đi tìm việc như vậy? Tại bên Việt Nam mình là đi học là không có đi làm part Dạ không, lúc đó time. là em tự đi tìm việc mà em còn giấu gia đình nữa, nhà em không biết là em đi làm. Dạ thì em đi tới mấy cái tiệm phở đó thì em mới hỏi, cứ vô thẳng gặp chủ rồi hỏi là cô ơi chú ơi ở đây có cần tuyển người không. Dạ thì cái công việc đầu tiên mà em có là làm nhà hàng. Lúc đó là sau khi em qua Calgary được khoảng 2 tháng là em bắt đầu đi làm Và nhà lúc đó là hàng. em khoảng 18 tuổi rưỡi. 18 tuổi rưỡi. 18 tuổi rưỡi. Dạ 18 tuổi rưỡi anh không được vậy đâu. Thiệt luôn á. Là nhưng 18 tuổi mà cái ngày rưỡi đầu tiên mà em đi làm ở nhà hàng, tại vì lúc đó mình chưa có biết gì hết, thì cái luôn. công việc đầu tiên làm là rửa chén. Em đã phải rửa chén suốt 5 tiếng sau khi mà em ra khỏi nhà hàng ở ngày hôm đó. Lúc mà đợi xe bus là em khóc luôn. Vì ở nhà chẳng phải làm gì hết, qua đây làm một lần 5 tiếng rửa chén vậy. Nhưng Nó cũng mà sốc. từ đó thì mới trưởng thành hơn. Đúng, chính xác. Không mà đúng là vậy mới là tự lập được. Chứ thật ra nếu mà tính ra nếu so với anh 18 tuổi anh không làm được vậy đâu. 18 tuổi lúc đó anh làm gì ta? 18 tuổi là mới học xong. Mới học xong là lúc đó bị kêu nghỉ vụ. Nhưng mà hên là anh vô cái trường kia. Đúng rồi. Có chung là anh đi học IT thôi, thì lúc đó cũng không không có gọi là đi làm luôn, không có cái định hướng là mình phải đi làm thêm này nọ luôn á. Mà đi đằng này là em đi qua nước ngoài, đi qua một cái nơi xa xứ mà còn biết đi kiếm đi tìm việc này nọ là quá good, anh đánh giá quá good luôn á. Thì Hoàn cảnh thôi. có rồi còn vậy mình quay lại cái phần mà thí dụ hồi nãy anh nói về học phí rồi ha, về nhà ở rồi ví dụ như về tiêu xài hàng tháng này nọ đó thì em có thể chia sẻ lúc đó em có khoảng bao nhiêu và em đã xài bao nhiêu và em có nghĩ như thế nào để mình có thể trải qua được cái con trăng này không? Dạ cái thời điểm mà em đi học á, thì em không có thể nào mà làm 20 tiếng một tuần được, tại vì cái đó nó quá là overload luôn. Cho nên là em nhớ là như là em làm maximum là 15 tiếng một tuần thôi. Thì khi mà em làm 15 tiếng một tuần như vậy á, thì thu nhập của em khoảng 900 đô cho một tháng. Đó là chưa kể tiền tip. Tiền tip của em sẽ dao động trong khoảng từ 200 lên 200, 300. Một tháng. Dạ đúng rồi, tiền tip rất là nhiều luôn. Đúng rồi, cái đó Thì thì đúng rồi. tổng thu nhập mà em có là khoảng trên dưới 1.000 cho một tháng. Tiền thuê nhà của em lúc đó là 430, thì coi như là Khoảng nửa số tiền mà em kiếm được. Ngoài ra là còn phải tiền ăn ở, tiền ăn nữa. Nếu như mà đi chợ hàng tuần á, cái thời điểm đó thì giá cả nó vẫn còn rất là rẻ. Em nghĩ là chỉ khoảng 60 đô một tuần thôi là mình đã đầy đủ đồ ăn rồi. Chỉ có một mình em thôi mà. Đúng rồi, chính xác. Thì ngoài ra nữa thì mình còn phải thêm tiền điện thoại khoảng 80 đồng, Mắc dữ vậy 60 luôn ha. đồng, 80 đồng, 60 đồng. Trời. 60 đồng một tháng. Vậy là vẫn mắc á. Tại vì mới qua là anh kêu mọi người mua cái gói 15 đồng của chắc A 15 đồng tháng xài khỏi data gì hết, nghe gọi thôi. Không, tại vì lúc đó em có cái plan cái điện thoại cho nên là nó cũng hơi mắc một À chút đúng rồi, nó xíu. bắt em phải kiếm một cái plan của nó. Dạ đúng rồi, thì điện thoại khoảng 60, 80 gì đó em không nhớ rõ nữa, tầm lúc đó. Rồi ngoài ra là có những ngày mà mình quá mệt thì mình cũng phải đi ăn ngoài, thì cũng thêm mấy trăm đồng nữa, rồi tiền đi chơi này nọ. Thì em nghĩ là cái khoản mà em kiếm được thì nó vẫn vừa đủ, gói game vừa đủ cho Nói chi chung là tiêu một tháng đủ của em. à, chứ Mà mà dư chắc cũng có dư nhưng mà ít thôi đúng không? dư thì rất là ít thôi, nhưng mà kiểu là mình không cần phải xin gia đình cái khoản đó, ba Chính mẹ xác. chỉ lo tiền học thôi. Không anh thấy vậy là good, đúng vậy là biết biết trang trải, biết biết chia sẻ lại cái gánh nặng cho bà mẹ cũng ok. Thiệt luôn anh đánh đánh giá đánh, đánh, rất là đánh giá cao những bạn như vậy. Đó. Mà 18 tuổi nha các bạn hả? Mà vì mới có lúc đó thời điểm đó 18 tuổi rồi. Ủa nhưng mà em nói là làm min quay á thì lúc đó min quay nó bao nhiêu em nhớ Năm 2016 thì là 13 đồng 6, không? Ồ thấp quá 13.6, xong rồi sau đó là ha. lên 15 đồng. Là 13 mà nhảy một phát 15 đồng luôn. Đúng đúng không? Nhưng mà 13 hả? 13 thì cũng ok thời điểm đó. Tại bây giờ là tại vì inflation rồi đủ thứ rồi cho nên nó mới lên 15 mấy. Hồi xưa anh lúc mà anh ở bên NB mà anh quyết định qua đây anh cũng một phần là do cái minh quay, tại minh quay hôm nay cao hơn bển. Ở Dạ bển đúng lúc rồi. hồi anh qua là 2019 đầu 2020 mà chuẩn bị qua đây là giữa 2020 rồi.
mà bên kia 11 đồng 75, mà trong khi bên này đã là 15 đồng rồi. Cho nên thành ra qua đây gặp thuế bên này có 5% thuế là thấp nữa, trời quá đã luôn. Dạ. Cái chuyện thuế là em chắc là chưa trải qua cái vụ thuế cao hơn đúng không? Em xài trước giờ là 5% hết không? Dạ chưa, đó giờ chưa ở đây. Em ở bên kia em thuế 15% là mua cái gì cũng sắm mặt đó. Mua bất cứ cái gì mà ngoài trừ grocery thôi ha, còn mới mua mấy cái đồ điện tử, thiết bị, nhất là mua xe á, mà ai mua xe là nó bị đánh 15%. Ở BC đánh 12% mà anh còn lè lưỡi, bên đây đánh bình bệnh đánh 15%. Đó, bởi vậy thuế là một cái rất là gọi là nặng cho cái cuộc sống của mình đó. Dạ đúng rồi. Bởi vậy mình chọn IB là một cái gọi là sáng suốt, quyết định sáng suốt. Dạ. Ở vậy còn cái này thì chắc là anh thấy có vẻ là không có gặp nhiều, nhưng mà có trong cái lúc mà em cuộc sống như vậy thì có bao giờ gặp khó khăn về tài chính không? Ví dụ như đùng cái có cái gì đó, cái xe nó hư hoặc là cái gì đó em phải phát sinh bỏ tiền thêm hay nào, có gặp khó khăn bao giờ? Lúc đó thì em không có đi xe, em chỉ đi xe bus, phương tiện công cộng là chủ yếu thôi, cho nên cái việc mà xe thì không phải là vấn đề. Nhưng mà em có một lần là em cái mùa đông năm đó em đi trượt tuyết với lại bạn của em, thì em bị té gãy tay, nên là em không đi làm được. Cái đó là cái thứ nhất. Lúc đó đang trong cái kỳ nghỉ đông cho nên là cũng không có ảnh hưởng tới đi học, nhưng mà em không đi làm được là một chuyện. Cái thứ hai nữa là lúc đó là bảo hiểm nó chỉ cover cái tiền băng bó, chụp x-ray cho mình thôi, còn em vẫn phải mua thuốc, mua nẹp. Thì cái đó nó lại đội lên một khoản cũng khá là lớn nữa. Thì cái đó mấy ngàn gian, luôn á. Dạ đúng rồi, cái thời gian đó thì cái việc tài chính nó cũng hơi chông chênh một tí. Dạ. Nhưng mà cũng rồi cũng qua đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đó là coi như là đúng ra là cái đó mình phải có một cái saving á. Dạ đúng một rồi. Cái, một cái khoản saving để mình phòng ngừa những cái chuyện đó. Cái đó nó xảy đến bất ngờ cũng không mà, có. Mà hên là chính phủ nó đã hỗ trợ cho mình cái tiền khám chữa bệnh rồi đó. Dạ đúng rồi. Chứ đó mà khám chữa bệnh ra em nhìn cái bill sắc chết. Xỉu ngang. Lúc mà chị đi xin nó nhìn lại cái bill á, nó vẫn xuất cái bill cho mình. Thì sau đó chính phủ nó mới trả lại. Thì xuất cái bill ra là như 20 mấy ngàn. Oh wow. Lúc mà chị xin á. Đi ra là tiền nằm viện, tiền này nọ là gần 20 mấy ngàn. 18 ngàn mấy. Nhìn cái bill hết hồn đó, anh nói trời cái bill này mà đi qua đi xin mà không có bảo hiểm là thôi thua luôn á. Chịu không nổi. Coi như 20 ngàn, coi như gần hết cái tiền học phí em ơi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nếu mà ví dụ 10 ngàn học kỳ nhân cho 4 đi, khoảng ba mấy ngàn, gần 40 ngàn một học kỳ. Coi như gần nửa ha, tiền học phí của em. Ủa vậy hồi nãy em có nói cái vụ mà đi xe bus á. Đúng rồi, cái đó chắc anh nghĩ nhiều người sẽ quan tâm, em chia sẻ rồi. Thì lúc đó là xe bus em có thấy khó khăn gì không? Dạ có, đi xe bus là nó có nhiều chuyện cũng rất là khó khăn. Chẳng hạn như là khi mà em đi làm ở nhà hàng á, thì nhà hàng thường là sẽ đóng cửa trễ 10-11 giờ. Mà sau cái giờ khuya đó thì xe bus nó chạy thường là nó cách chuyến rất là xa, 30 phút, 45 phút. Mà chưa kể là mùa đông, những cái ngày mà có bão tuyết á. Có một lần mà em đứng em đợi xe bus là hơn một tiếng đồng hồ. Xe bus nó tới nơi, nó ghi là out of service. Em chỉ muốn khóc thôi. Đúng rồi, anh cũng trải qua cái đó rồi. Dạ đúng rồi. Ở bên kia là đi vô, anh đi phỏng vấn cái chỗ đó, cái đi ra chờ xe bus, mà lúc đó bữa đó bữa bão tuyết. Cái mấy bác tài bỏ chuyến. Dạ đúng rồi. Là thay vì cứ 10 phút thì bỏ chuyến, thì anh đợi gần 40 phút mới có một chuyến đi tới. Mà cũng hên là cái chuyến nó nhận chứ không phải bị out of service như em. Mà lúc đó mà out of service mà anh đứng giữa một cái khu industry á, cái khu mà công nghiệp làm việc không á, không có nhà dân luôn. Trời lúc đó anh má ơi làm sao mình đi về đây? Hay là mình gọi taxi ta, mà lúc đó anh làm min quay mà. Taxi 30 mấy đồng đó, làm gì dám đó. Dám đi. Thì lúc đó em nghĩ là trời bây giờ gọi taxi là coi như nãy giờ đi làm là hơi vô nghĩa rồi. Thì đó cho nên là cố gắng thôi, nhưng mà nó cũng là một cái khó khăn ha. Nhưng mà anh thấy cũng nếu mà ngoài cái chuyện đó thì mình cũng đi cũng ok đúng không? Ngoài ra thì còn có một cái chuyện nữa, đó là khi mà đặc biệt là với con gái á, nếu mà đi xe bus và đi xe train vào buổi tối á, thì sẽ gặp homeless, những cái người vô gia cư hoặc là những người mà say xỉn ở trên xe á, người ta thường kiểu người ta hay chọc ghẹo mình á. Thì em cũng đã bị như vậy rồi mà em rất là sợ. Thì em có một cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ, đó là khi mà mình lên C-Train mà vào buổi tối á, thì mình nên ngồi gần cái chỗ hoặc là đứng gần cái chỗ mà nó có cái nút help á. Để mà có chuyện gì xảy ra chỉ cần bấm cái nút đó thôi là ở phía trên bác tài người ta sẽ stop cái đó lại và người ta gọi cảnh sát cho mình. Còn hoặc là khi mà đi trên xe bus á thì đeo tai nghe vô, kiểu như là người ta nói gì mình đừng quan tâm, đừng nhìn đến người ta. Thì đúng mình rồi. Sẽ safe thôi.
Tại đúng rồi, thì cái đó một trong những cái mà anh cũng hay nhắc mọi người đi qua đây thường gặp người homeless này nọ đó. Có mấy người họ crazy lắm cho nên thành ra họ nói, họ chửi, họ gieo lên, họ la lối gì đó, đừng có quan tâm đến ta, đừng nhìn, đừng có trả lời gì đúng rồi, đừng nhìn, đừng trả lời, cứ coi như là mình không nghe thấy gì hết. Đúng rồi, hồi xưa anh đi C-Train cũng vậy, anh cũng gặp có ông đó, ông cứ ngồi nói chuyện với anh hoài, anh nghe được hai ba câu, tại lúc đầu anh tưởng ông nói chuyện, ông hỏi thăm này nọ, nhưng mà anh thấy hồi là anh biết ông đang ông giống như dạng là giống như crazy đó, ông ngồi ông lẩm bẩm mình á, cho nên thành ra là mà anh nghe xong anh gật gật xong rồi thôi. Đó, mình đeo tai nghe, đúng là một cái tip đeo tai nghe là một cái hay. Nhưng mà cũng không đến nỗi, tại vì đi C-Train với lại đi bus thì không nói rồi, bus thì có bắt tài rồi. Nhưng mà đi C-Train thì đúng là giống như em nói là đi đứng gần mấy cái nút help thì mình bấm liền, mình mình kêu người ta sẽ giúp đỡ cho mình. Hoặc là với lại trên đó nó có camera đó. Thật ra là camera là người ta thấy, người ta quan sát liên tục. Chừng có vấn đề gì cái là người ta stop cái train lại, người ta gọi cảnh sát liền. Cho nên mà cảnh sát em thấy cảnh sát đi tuần ở trên cái live C-Train là gọi như là 24/7 luôn á. Người ta tuần liên tục liên tục. Mình nhiều khi mình không thấy mặt người ta nha, ra cảnh sát ngầm á, người ta ngồi trên xe luôn. Có vấn đề gì chuyện vấn có gì người gọi là cướp giật hay gì đó là mấy người đó là sẽ xông ra người ta bắt liền. Cho nên cũng không có đến nỗi là quá nguy hiểm. Nhưng mà cái chuyện mà anh nghĩ người ta tấn công mình thì chắc không có đâu. Nhưng mà cái chuyện mà người ta chọc nghèo giống như em nói thì sẽ có, thì cái đó cũng là một cái tip hay cho mấy bạn sắp qua, nhất là nữ nữa. Rồi ủa mà rồi em có bao giờ mà đứng chờ mà ở ngoài bus này nọ mà không dưới trời trời lạnh không? Cái bữa mà em qua thì nó có lạnh lắm không? Dạ có, chứ đứng chờ xe bus dưới trời lạnh thì có. Nhưng mà em có một cái câu chuyện này là lần đó em đi làm nhà hàng về thì em đứng đợi C-Train ở downtown á. Ở đó thì nó không có cái nhà chờ xe bus mà nó có một cái buồng ATM. Thì thường á, trời quá lạnh đi, em hay vô trong cái buồng ATM đó em đứng đợi khi mà C-Train tới thì em bước ra. Tức là em làm cái việc đó rất là nhiều lần rồi và nó không có chuyện gì xảy ra hết. Tự nhiên lần đó khi mà em bước vô cái buồng ATM đó để em đợi C-Train á, thì cái cửa nó bị lock. Tức là em kẹt ở trong đó em không mở ra được. Mà lúc đó là khuya mà em đi làm nhà hàng về là 11 giờ đêm rồi. Đâu có nhiều người đi qua đi lại đâu. Thế là em cứ đứng ở trong đó em đập cửa. Thì may mắn là có cảnh sát đi ngang qua anh. Có xe cảnh sát người ta đi ngang qua, người ta thấy vậy thì cảnh sát nó mới dừng xe lại, nó qua nó hỏi em là có chuyện gì. Xong em chỉ tay xuống cái lock, em nói là em bị kẹt. Thì nó mới nói em là back up đi, lùi lại đi. Xong rồi cảnh sát lấy cái cây, một cái dụng cụ đấy không biết nữa, dù khui quá hả, thì người ta đập cái cửa cho nó ấy ra cho em ra chọi. Em lúc mà không có cảnh sát đi ngang qua vậy em không biết là em phải kẹt ở trong đó tới khi nào luôn. Nhưng mà ở trong cũng ấm mà ha. Nhưng mà được cái là ở trong đó ấm, chỉ có là mình không biết làm sao để mình ra được thôi, và mình cũng lỡ luôn cái chuyến train đó rồi. Nhưng mà đứng trong nó cũng an toàn, với lại trong cái buồng ATM lúc nào cũng có camera hết trên không sao. Đúng rồi. Cũng hên ha, có cảnh sát mà đó cũng là một trải nghiệm. Dạ đúng rồi, cũng nhớ rồi chứ. Trời ơi. Dạ. Cái đó mà đâu phải ai cũng gặp đâu. Dạ. Ok. Rồi vậy thì đó về cái cuộc sống rồi, rồi tài chính này nọ, còn thí dụ như về công việc đi. Cái việc của em học bây giờ, ý cái việc của em đang làm bây giờ là do em tự kiếm hay là em chuyển từ intern? Tại vì có, anh biết có nhiều bạn á là học xong rồi đi internship, xong rồi giữ cái internship đó xin người ta ở lại để làm chính thức luôn đó. Thì cái đó của em như thế nào? Cái ngành học của em á thì nó cũng có một cái kỳ gọi là co-op, có nghĩa là mình sẽ học một năm xong rồi mình đi làm, đi thực tập một năm và sau đó mình quay lại trường mình học tiếp năm cuối rồi mình tốt nghiệp. Nhưng mà cái co-op đó là chỉ dành cho học sinh bản địa thôi, tại vì cái đó nó không phải là một cái điều kiện bắt buộc để mình tốt nghiệp. Chẳng hạn như thực tập là một cái bắt buộc thì mình sẽ có work permit để mình đi làm. Nhưng mà vì nó không bắt buộc, nó chỉ optional thôi, cho nên là em không có được co-op đó, tại vì mình chỉ được làm part time thôi mà, còn đi co-op là phải đi full time. Em không có work permit thì em không được. Cho nên là cái công việc mà em xin được đó là do sau khi tốt nghiệp em tự apply, tự phỏng vấn, chứ không có phải là do internship hay là thực tập mà ra. Vậy là cái coi như là đây là một cái minh chứng rất là rõ ràng, các bạn là học xong đi ra là đi xin việc. Chắc chắn là bên đây xin việc sẽ rất là khó rồi, khó hơn Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà nói chung là không phải là bất khả thi, vẫn có thể xin việc được. Quan trọng là mình xin như thế nào, lúc phỏng vấn mình phỏng vấn như thế nào thôi, đúng không? Đúng rồi. Vậy lúc mà em đi tìm việc vậy đó, em tìm ở qua kênh nào? Lúc mà em ra trường á thì em chủ yếu apply qua Indeed.ca. Nhưng mà lúc mà em trước khi mà em đi xin việc á, trước khi tốt nghiệp á, hoặc là cái lúc mà tốt nghiệp xong mà có ai hướng dẫn em đi xin việc không, hay là mình phải tự tìm hiểu luôn?
Em tự tìm hiểu là chính. Nhưng mà trước khi mà em ra trường á, thì em có chuẩn bị resume và em có nhờ giáo viên trong trường nhìn qua cái resume của em xem là nó đã ok chưa, nó đã đủ những cái keyword cần có để apply cho cái công việc ở trong cái industry của em hay chưa. Thì cái đó cũng là một cái bước chuẩn bị. Còn sau đó thì đa số là em tự tìm công việc qua các kênh online mà em apply. Nhưng mà cái công việc đầu tiên mà em có là do connection. Đúng rồi, cái đó thì bình thường thôi, bên đây bình thường. Tức là cái thời điểm mà em ra trường đó, thì em chưa tìm được việc làm ngay. Em cũng phỏng vấn rất là nhiều công ty nhưng mà không có kết quả. Thì lúc đó em vẫn đang đi làm nhà hàng. Trong lúc mà em đang đi làm nhà hàng như vậy đó, thì giáo viên của em mới đi ăn ở cái nhà hàng mà em đang làm. Tại vì nhà hàng em đang làm là đối diện với lại trường luôn. Thì giáo viên em mới hỏi là ủa tại sao mày còn làm ở đây? Em nói là tao đang xin việc, là em đang xin việc nhưng mà chưa có job. Thì cái cô đó cũng là một cái giáo viên thân thiết của em, cổ mới nói với em là về gửi resume của em cho cổ. Thì cổ mới forward cái resume của em cho supervisor của EGAT, tức là cái laptop đầu tiên mà em có. Thì trong tuần sau là em có phỏng vấn và cái đó là công việc đầu tiên của em. Đúng rồi, cái đó là một cái rất Dạ. rất 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 là phổ biến bên này luôn Em cũng cảm thấy là em rất á. là may mắn tại Đúng vì rồi, với lại mình phải có một cái gì đó nổi trội thì professor người ta mới 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 giới thiệu qua nhớ như tới vậy, mà mình. Dạ. Cho nên là khi mà đi học á, thì nhớ các làm thân. bạn nên cố gắng giúp đỡ giáo viên. Chẳng hạn như là em thì làm lab thì em sẽ phụ set up lab, rồi xong mày làm xong thì mình cất dụng cụ này nọ. Đúng rồi, đúng rồi, Và cái mình đó. có cái tinh thần học hỏi để người ta nhớ tới mình. Đúng rồi, cái đó Dạ. một giúp cho mình. Tại vì lúc mà chị học á thì chị cũng làm thân rồi hỏi rồi sắp xếp này nọ, giúp cho mặc dù là học online cũng sắp xếp giấy tờ hồ sơ này nọ cho Dạ. instructor. Chị học là instructor chứ không phải là professor. Dạ. Đó thì cũng người ta cũng nhớ rồi, lúc Dạ. sau đó người ta cũng viết cho, người ta không có giới thiệu về cho mình nhưng người ta viết cho mình một cái reference letter á, Dạ đúng rồi, thì cái nó đó cũng cũng giúp nhiều lắm. nó hỗ trợ cho chị đi kiếm việc này nọ cũng ngon. Dạ. Cho nên là đừng có ngại, mình Anh phải cố thấy gắng hết đúng mình. rồi, cứ cứ Dạ, sợ cứ. cứ nhiều anh nhiều nhiều bạn cứ sợ không biết sợ cái gì mà cứ cứ không dám nói chuyện giáo viên, không dám này nọ đó, bị mang cái tâm lý ở Việt Nam á, cho nên không dám nói chuyện với mấy người instructor và professor bên đây. Dạ. Thì cái đó cũng là một cái kinh nghiệm, gọi là một cái kỹ năng luôn á, Dạ. anh nghĩ là một cái kỹ năng luôn á, mình là nên phải phải có. Dạ. Rồi sau khi làm công việc đó thì rồi vậy là coi như cái đó, đó là cái job đầu tiên của Dạ em. đúng rồi, công Còn việc bây giờ đó cái là job công việc hiện đầu tại tiên. là mấy job rồi, em có mấy job rồi? Cái job em đang làm hiện tại là job thứ hai. À là sau cái đó. Dạ đúng rồi. À vậy là vẫn sau đó xong em đi kiếm việc, là em muốn improve lên hay sao? Dạ đúng rồi, em muốn tìm cơ hội mới tại vì làm lab thì nó có rất là nhiều mảng. Chẳng hạn như là mình làm về dầu khí như em nói, làm về môi trường, rất là nhiều mảng. Thì cái job đầu tiên của em là làm nghiêng về dầu khí. Nó dầu khí cũng không hẳn nữa mà nó là dầu nặng, kiểu kim loại nặng đồ này nọ đó. Thì em Đâu mà đâu không em kể kể ra, ví dụ như một ngày làm việc em đi vô em sẽ làm cái gì ở cái lab đó? là thường á, là em sẽ bắt đầu vô thì em sẽ nhận sample từ client người ta gửi đến, xong rồi em sẽ sắp xếp xem là cái sample nào mà mình cần lên trước, cái sample nào cần lên sau. Nhưng mà Cái client của em là ai? Client của em là những tức gì? là cho cái job đầu tiên hay là cái job này Cái job đầu tiên trước đi. À mà hai job khác nhau không? khác nhau hoàn Khác nhau toàn. hay gì? Nói cái job đầu tiên trước đi. Dạ. Client là, tại vì client ở đây là khách hàng đúng không? Yeah. Là mấy cái người mà người ta nhờ cái lab của em làm cái gì đó, thì cái người đó là cái người nào? Là những ai? Okay, thì cái job đầu tiên của em á, là ban đầu em làm cho EGAT là em làm ở bên cái mảng phân tích cái bitumen, là giống như tiếng Việt là nhựa đường á, mấy cái cái đó. Nhưng mà em chỉ làm ở cái lab đó một cái khoảng thời gian ngắn thôi, xong sau đó em chuyển qua, tức là cùng công ty nhưng mà khác cái phòng ban á, thì em chuyển qua cái gọi là tribology lab, tức là làm về dầu nhớt xăng xe. Thì khi đó cái client chính của em là từ những cái chỗ sửa xe nè. Rồi tại vì người ta muốn biết là trong cái dầu đó, mình phân tích cái dầu đó ra thì mình sẽ biết được là cái dầu nó có bị ô nhiễm quá hay không, có cần đến lúc thay hay chưa. Và có một cái client lớn hơn nữa là quân đội, tức là xăng của máy bay quân đội, xe tăng quân đội, người ta muốn kiểm tra chất lượng của cái engine ở trong cái máy bay đó coi có đạt chuẩn hay không, có bị contamination gì hay không. Thì đó là những cái client lớn của EGAT lúc đó. Mà cái đó là người ta order, giống như người ta muốn, người ta kêu em làm thường xuyên hay là lâu lâu mới có một cái?
Thường xuyên luôn á, dạ. Thường là những cái client đó là Vậy client thường xuyên anh luôn nghĩ á. là giống như người ta có một cái quy trình quy chế gì đó người ta kiểm tra Dạ mấy đúng đó rồi, thường xuyên ha. dạ đúng rồi. Ừ đúng rồi, cái đó thì không lạ Trong với bên này. cái mùa hè, trong cái lúc mà tập trận á, thì là sample gửi tới thường xuyên hơn nữa của bên quân đội đó, dạ. Thì cũng đúng thôi, tại vì người ta phải làm vậy người ta đảm bảo được mấy cái ngoài cái việc mà kỹ thuật bên quân đội, người ta phải đảm bảo được cái An môi trường toàn an rồi này, toàn, môi trường dạ an đúng toàn. rồi. Bởi vì cái mấy cái đó bên đây người ta nó cao cấp lắm. Dạ. Nó rồi cái rồi sau khi mà vậy là em đem cái dòng nhớp Em của nhận nó. sample xong thì em bắt đầu em sẽ đọc cái order của cái khách hàng xem là người ta muốn tìm hiểu về cái gì trong cái sample đó. Thì em sẽ run cái máy đó, cái máy tương ứng đó. Hiểu hiểu hiểu. Dạ. Hiện người ta muốn tìm hiểu về độ acid hoặc là độ bazơ hoặc là về kim loại nặng ở trong đó thì mình sẽ có những cái Hiểu máy hiểu. khác nhau. Thì Giống như là cái chuyên môn, người ta không có chuyên môn đó, người ta mới gửi cho dạ em đúng là rồi. nhờ em làm cái chuyện Dạ. đó để ra một cái report người ta Dạ coi. đúng rồi. Hiểu hiểu Thì hiểu. sau khi mà run xong thì em sẽ lấy dữ liệu và em sẽ gửi cho ở AGAT thì có một người làm report riêng, em không cần phải làm cái khoản đó. Em sẽ gửi cho bên report đó Mình chỉ làm ra report. cái kết quả báo Mình chỉ cáo. cần ra cái kết quả, mình đảm bảo là cái QC tức là quality control nó pass thôi. Dạ, còn cái việc báo cáo là của một bộ phận khác. Nhưng mà cái lúc mà em vô làm á là tại vì mới ra trường thì mình run mấy cái máy ok rồi, nhưng mà Dạ. kinh nghiệm thực tế là em chưa có, Dạ đúng cho nên rồi. khi mà em vô cái lab đó em làm thì có người hướng dẫn không hay là Dạ có chứ, phải có training đầy đủ đàng hoàng rồi. Thì em mới 3 tháng đầu tiên là em chưa được phép run máy một mình, mà em phải run chung với lại trainer của em. Và sau 3 tháng á, thì em sẽ phải làm một cái test, giống như là lab em sẽ đưa cho em một cái sample mà cái người trainer của em đã run rồi. Em phải run làm sao mà nó ra cùng kết quả với lại người trainer của em run. Hiểu hiểu. Thì em mới được ký proficiency là cái cấp phép là em đã có thể run máy một mình rồi, thì khi đó em mới được tự làm. Vậy thì cái này là đảm bảo anh em sẽ có cái cảm giác này là khi, sau khi mà cái người training người ta đi rồi Dạ. không có mặt ở đó nữa thì cái Dạ. lúc đó em đảm bảo có sợ không, có Dạ đáng có lo sợ chứ. chứ, dạ sợ chứ, sợ là chẳng hạn như là bây giờ chết rồi, nhiều sample quá, mình làm cái nào trước cái nào sau đây, không có ai hướng dẫn nữa, mình phải tự xử thôi. Rồi ví dụ máy hư, những cái ngày mà máy hư là rất là căng thẳng luôn, tại vì mẫu thử nó cứ gửi đến mà mình cứ chất chồng 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 lên vậy, mà máy hư mình không sửa được, mình không rên được. Rất là, dạ rất là căng thẳng. Đó là cũng rồi, cái đó thì giống như học lái xe thôi, ngày mấy anh cứ học lái xe với thầy ngày nào cũng đạp trăm trăm trăm, nhưng mà Dạ. cái ngày mà đầu tiên mà anh không có thầy ngồi cái bên là mình thi đậu rồi nha, mình lấy tự lấy xe của mình đi chạy á, Dạ. ra chạy trời sợ Dạ đúng run rồi, lo thì lắng em lắm. cũng vậy đó. Dạ. Lúc train có người kế bên thì nó đỡ Đúng hơn rồi, là có một gì mình mình thì. cái nó là cái tâm lý, Dạ, cái tâm đúng lý của rồi. mọi người ai cũng vậy thôi, nhưng mà mình trải qua được cái đó rồi mình good, mình trưởng thành, bây giờ là em trên máy một mình ok Dạ đúng rồi. đúng Em không? rên nhiều máy một lần luôn Vậy quá good rồi. á. Vậy là em là nếu mà tính bên IT của em của anh á, thì em phải đạt là gọi là developer junior developer mà cấp độ 2. Dạ. Tại vì bên IT của anh nó phân ra nhiều level thì nó Dạ. sẽ có junior với Dạ. senior. Thì junior thì nó sẽ có 1 2 3 4. Dạ. Sau sau đó nó sẽ là senior senior 1 2 3 4. Dạ. Đó thì trong đó thì anh nghĩ chắc em nếu mà for so với IT thì em cỡ junior 3 4 rồi đó. Dạ. Tại vì nếu mà nói về senior thì không không senior thì rất là cao, tại Dạ. vì senior không chỉ em phải làm thuần thục cái công việc mà em còn phải có thể train lại người khác. Dạ. Thì không biết bây giờ em có thể train lên về Dạ khác em đúng có không? train người khác luôn rồi. Ok luôn hả? Dạ. Vậy là em phải là senior mới đúng. Dạ. Quá good luôn á. Trời thiệt luôn, quá bất ngờ luôn các bạn. Rồi. Vậy trong cái vậy là cái đó là cái lab đầu tiên Dạ, công cái đó việc là lab rồi. đầu tiên. Vậy khi mà em qua một cái lab khác, cái lab hiện thời thì em làm công việc như thế nào? Lab hiện tại của em thì cái mẫu thử mà cái mẫu thử chính mà em test mỗi ngày á là nước và nước thải. Client chính tức là khách hàng, cái khách tập tập khách hàng chính của em á là thường là City of Calgary nè. Kiểu giống như là những ở đây thì mình uống được nước từ vòi mà, cho nên là phải đảm bảo chất lượng và nó phải Cái đó perfect. anh cũng Cho đang thắc nên mắc á. và cho nên là em test mẫu thử của nước uống của thành phố mình nè, rồi mình test mẫu nước thải nè, chẳng hạn như nước mà sông hồ này nọ đó. Rồi còn thêm nữa là những cái client khác, những cái khách hàng khác mà bên em có, như là những cái công ty khai thác dầu khí, tại vì khi khai thác dầu thì nó sẽ có nước thải ra, thì mình phải đảm bảo được cái nước thải đó nó đảm bảo tiêu chuẩn môi trường của Canada. Chẳng hạn như mà nó bị quá ô nhiễm đi thì mình sẽ phải xử lý trước khi mình thải nó ra ngoài sông hồ. Mà nếu như mình em test những cái mẫu nước thải của những cái công ty khai thác đó
mà nó bị over cái mức cho phép đó là công ty nó sẽ bị phạt. Dạ, cho nên Ủa mà là cái đó là công ty nó gửi đến, công ty gửi đến. Dạ. à công ty gửi đến mà em test, Dạ. vậy thì em gửi report rồi em gửi công ty mà lỡ công ty nó giấu luôn cái đó làm sao? Nên ví dụ như over đi thì nó giấu luôn sao, hay là Khi em đó có thì em không không biết, nhưng mà ừ. thường là khi mà bị over là mình sẽ gửi warning cho khách hàng của mình. Mình Ừ. nói là cái mẫu thử này nó đã bị vượt quá mức tiêu chuẩn rồi, mày nên xem xét lại. Kiểu vậy, thì cái đó là cái nhiệm vụ của mình thôi, còn người ta có làm hay Hiểu không hiểu thì hiểu là hiểu một việc khác. ừ. Còn cái chuyện sau đó người ta xử lý hay người ta giếm luôn hiểu không biết. Dạ đúng Không, mà rồi. anh nghĩ nó phải có một cái gọi là QC ở bên đó, Em nghĩ là QC có. của công ty, hoặc Dạ. là một cái đội thanh tra gì đó của chính phủ, người ta thanh tra thường xuyên Dạ cái có đó, đó, người ta sẽ người đọc ta cái sẽ report người đó. đọc report đó. Dạ Ừ, đúng rồi. đúng rồi, anh nghĩ cái đó chứ không sao mà đem về thấy over cái nó giấu luôn Không, sao cái biết đó được. em nghĩ chắc không có Ừ, đâu. anh nghĩ Có kiểm cũng tra hết cho nên là người ta mới phải gửi mẫu thường xuyên như vậy. ừ. Vậy à, đúng rồi, cái chuyện mình em nói cái chuyện nước uống từ vòi á thì Dạ. anh thì anh biết rồi nhưng mà nhiều bạn sẽ không biết đúng Dạ. không, thì cái nước uống của mình nó safety đến nó an toàn đến mức nào, em có thể đánh giá không? Nước uống của mình đó là mình mẫu thử sẽ được gửi mỗi 24 giờ, tức là cứ mỗi ngày đều test hết. Thì cái tiêu chuẩn cho nước uống của Calgary đó là một trong những cái tiêu chuẩn mà cao nhất ở trong cái industry luôn. Tức là uống nước từ vòi là ok, an toàn tuyệt đối 100%, em có thể nói như vậy. Tiêu chuẩn về kim loại nè, tiêu chuẩn về các cái chất như là chlor rồi các kiểu như đó, nó perfect. Vậy lúc mà nhiều bạn qua đây mới qua sẽ thắc mắc là tại vì khi mình lấy nước cho từ vòi ra nấu ăn này nọ đó hoặc là giặt đồ, nó sẽ có một cái vết để trắng trắng á, thì cái đó là cái gì? Là cái đó là do nước của mình, cái nguồn nước của mình á là đến từ Rocky Mountains, mà ở cái khu vực đó nó có núi thì nó sẽ có đá vôi ở trong đó. Cho nên là khi mà đun nước thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái lớp trắng như vậy. Vậy Nhưng cái cái vôi đó đó là cũng không sao hết. vôi, thực ra là canxi Dạ đúng đúng rồi, nó không? chỉ là canxi thôi. Nhưng mà cái có như là mình đặt cái lượng canxi mà mình thấy được như vậy luôn á Dạ. thì nó có quá nhiều so với cái tiêu chuẩn ấy, nó không phải tiêu chuẩn mà gọi là cái khả năng nạp dung nạp của cơ thể không? Dạ không, cái đó là bình thường, không có bị over gì hết, chỉ là do cái điều kiện tự nhiên của cái nguồn nước của mình nó như vậy thôi. Có nghĩa là mình uống vô mà mình cứ nạp canxi quá trời vậy đó, nó còn Nó không có quá trời đâu. ồ vậy hả? Dạ, tại vì nước uống đóng chai á, thực ra nó không an toàn bằng nước vòi. Ồ vậy Nước uống hả? đóng chai là nó theo tiêu chuẩn của thực phẩm chứ nó không theo tiêu chuẩn của nước. Ừ Cho nên ờ là đúng cái đúng nước đúng uống đóng chai đó nó không có cần phải test mỗi ngày mỗi ngày. ừ. Dạ, mà cái tiêu chuẩn của thực phẩm á, thì nó cũng không có gọi là quá là limit như là tiêu chuẩn của nước uống. Cho nên là nước từ tap water thực ra nó an toàn, nó sạch hơn nước đóng chai rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà anh chỉ sợ cái là ví dụ như tại vì em biết là cái hệ thống nước của Curry mình nó cũng hơi là cũ rồi, Dạ. mà đa số nước bên đây người ta dẫn đường ống là người ta dẫn bằng mấy đường ống kim loại, Dạ. cho nên nếu mà mình test như vậy á, là mình test từ cái nguồn hay là mình test từ cái destination là cái nhà Cái đầu họ ra. đầu ra luôn Dạ, ha, test đầu ra. là tại nhà một người nào đó hay là sao? Tức là từ cái plant á, từ cái water treatment plant ra thì nó sẽ có một cái đầu chính ra trước, thì cái ở cái khu vực đó nó có một cái pump á, thì mình sẽ test từ cái pump đó mà ra. Dạ. Trước khi mà nó tỉa ra các cái nhánh khác để về với lại nhà dân hoặc là nhà máy gì đó. Dạ. Nhưng mà có khi nào người ta test tại cái khu vực nhà dân không? Tại vì trên cái đường quá trình vận chuyển từ cái chỗ em nói đến cái nhà dân nó cũng có đường ống này nọ, mà mấy cái đường ống nó cũng rỉ sét này nọ đó, anh cũng lo cái chuyện mà mấy cái rỉ sét nó luôn vô trong nhòi nước của mình thì sao ha? Câu hỏi này cũng hay. Tại anh làm bên IT, anh test software á, anh hay test Dạ. mấy cái exceptional case á. Dạ. Cho nên những cái nào mà quá là hiển nhiên mình không nói rồi, nhưng mà những Dạ. cái nào mà nó không có nhiều người biết đến thì anh hay test những cái trường hợp đó. Đó, anh hay đặt vấn đề những cái trường hợp đó thế đó. Hiện tại thì cái em biết là tức là cái water treatment plant á là nó có một cái lab riêng của nó. Thì cái lab đó là test mẫu nước mỗi 2 tiếng đồng hồ. Còn cái của bên em là test mỗi 24 48 giờ kiểu như vậy đó. Tức là ngoài cái lab của City Calgary thì người ta muốn confirm result với lại một cái confirm cái kết quả với một cái lab khác. Nhưng mà cái mẫu thử mà tụi em đang run nó là từ cái vòi vòi chính, Ừ, chứ đúng rồi. mà nếu qua những cái đường ống như anh nói thì thực ra là em cũng không 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 biết được.
Cái đó thì có thể là ngoài cái scope của mình rồi thì mình không biết, ok. Nhưng mà anh chỉ thắc mắc chỗ đó thôi. Thí dụ em biết em chia sẻ không thì thôi không sao Tại hết. vì nếu như thường đó là nước là nó sẽ xoay vòng đúng không? Kiểu như giống như mình xả nước từ vòi ra thì nó sẽ đi quay lại cái water treatment plant đó, nó xử lý xong nó lại quay về cái vòi nước của mình. Thì khi mà đi một vòng như vậy qua xử lý thì là những cái kim loại nặng nó đã bị Đã đào thải ra rồi, dạ đúng rồi. đúng rồi, nó bị đào, thanh lý rồi. Nhưng mà chỉ là cái chỗ đó, đó, cái chỗ mà từ cái chỗ em nói cái phum đó đó mà đi đến nhà dân thì cái chuyện rò rỉ hoặc cái chuyện một cái vấn đề gì đó, ví dụ như cái đường ống nó bị nứt, xong rồi cái kim loại từ đất đất đá hoặc là kim loại từ một cái Ồ chỗ cái nào đó, nó cái chuyện đó ô thì là nhiễm không vô. có đâu, tại vì nếu mà nó nứt thì mình theo dõi cái hệ thống, tức là cái ở ở cái plan đó người ta theo dõi hệ thống bằng máy tính đúng không? Nếu như mà nó bị nứt ở đâu thì cái pressure đó nó Đúng rồi, sẽ đúng rồi, chính xác, báo thì người ta sẽ có bên maintenance tới người ta xử lý ngay. cũng cũng đúng, cũng đúng. Cái chuyện nứt thì Ngoài chắc không có. ra thì em nhớ theo như mà em được biết á, thì trước khi mà đến nhà dân á, tức là địa hình ở Calgary nó có những cái chỗ cao thấp thì cái pressure nó phải khác nhau, thì nó sẽ có những cái pump station nữa, mà những cái Đúng. pump station mà trung gian đó mình cũng có test mẫu nước ở đó luôn. Ok, vậy coi như là cũng khoảng 99% là nước ok, an toàn. Thì ok, các bạn đi qua đây, các bạn tại nhiều người theo thói quen của Việt Nam mình thì qua đây rất là sợ mở nước dời uống. Thì anh cứ nói, anh cũng hay nói là cứ mở nước dời uống đi, không có sao, bên đây rất là an toàn. Nhưng mọi người không có cũng không gọi là bán tính bán nghi á, không có nghe lời, tại vì anh không phải là nhân chuyên môn. Đó, bây giờ các bạn có thể nghe một người chuyên môn trong ngành hóa học chia sẻ luôn ha. Đó là các bạn cũng có thể Yên an tâm uống tâm. nước như mọi người. Nhà anh thì tại vì cũng sợ thằng nhóc á, cho nên cũng mua nước ở ngoài anh uống. Nhưng mà anh nghĩ chắc cũng, nếu mà em đã nói vậy thôi, từ nay anh khỏi phải tốn tiền mua nước nữa. Mỗi lần mua bình nước hết Thật ra là mua 6 nước đồng. nó tốn kém hơn nhiều so với lại uống nước vòi đó. Đúng rồi, anh uống. Hôm trước là anh uống nước vòi không ấy chứ, tại vì từ có thằng nhóc cái anh kỹ hơn chút, anh đi mua nước ngoài anh uống. Nhưng Thì mà thật để chắc ăn ra thì anh chỉ cần mua cái filter thôi, cái cục anh nghĩ filter là đó thì mình qua thêm một anh biết lần biết. nữa là ok rồi. Cái đó, cái filter đó thì các bạn có thể mua ở gì, qua mạc này nọ rất là Mọi siêu nhiều. thị đều có. Ok, vậy là coi như là cái công việc thứ hai như vậy rồi. Còn cái mà mọi người rất là quan tâm là bên đây đi đi phỏng vấn rất là nhiều công ty. Thì cái lúc mà em đi phỏng vấn, công việc đầu là em được giới thiệu đúng không, công việc thứ hai em đi phỏng vấn thì em phỏng vấn bao nhiêu công ty, và cái quá trình của em phỏng vấn như nào, nó lâu không, nó dài không, có bị stress như nào không? Cái công ty thứ hai mà em nộp thì lúc đó em nộp hai công ty cùng một lúc, thì em phỏng vấn cho công ty gọi là công ty A đi, là công ty mà em đang làm cùng một tuần luôn. Thì công ty mà em đang làm trả lời em trước cho nên là em nhận cái job này trước luôn. Cái quá trình phỏng vấn thì nó cũng dài, em phải phỏng vấn qua hai vòng. Đầu tiên là em phỏng vấn online với lại HR trước, kiểu giống như là screening qua Đúng đúng về đúng. bản thân em thôi. Đến vòng thứ hai thì em phỏng vấn với lại supervisor là quản lý của em. Thì Là có qua hai vòng hai thôi. vòng thôi. Ồ, vậy là đỡ. Anh phỏng vấn 4 vòng luôn. Chua chát. Ông Em tại job vì của em thường chỉ có hai vòng thôi là xong đúng rồi. rồi, tại em không có test. Bên job của anh thì nó phải có test. Nó test code, nó quăng cho anh bài code xong ngồi code. Trời ơi, mệt. Mà phỏng vấn nó rồi, hoặc là vô team, team nó sẽ hỏi những câu hỏi để coi, nó hỏi mục đích của nó là muốn biết được là mình có join team được không á. Đó, cho thành ra anh là HR đầu tiên ha, cũng nâng giống như em. Cái thứ hai anh phỏng vấn và lại lead rồi test. Ô không, thứ hai là phỏng vấn lead xong rồi qua tới CTO là người mà ông giám đốc mà về quản lý về công nghệ của công ty á. Thì trong công ty thường nó sẽ có CEO quản lý về business, CFO là quản lý tài chính, CTO là quản lý về công nghệ của công ty. Thì anh phỏng vấn trực tiếp với CTO đó, xong rồi mới phỏng vấn với team rồi nói gì đó. Xong cuối cùng là một cái buổi final nói chuyện đó, mới ra được kết quả đó. Phỏng vấn cho cái ngành cái công việc mà em đang làm á thì thường chỉ có hai vòng thôi, nhưng mà tới cái vòng mà phỏng vấn với supervisor á, thì lúc nào nó cũng sẽ có hai phần, là phần câu hỏi chung chung, câu hỏi kiểu đặt tình huống là mình sẽ xử lý sao, và cái phần câu hỏi về chuyên môn. Vậy còn cái chuyên môn thì không nói đi ha, chuyên môn người ta sẽ hỏi ABC gì đó, nhưng mà về cái kỹ năng á, người ta sẽ hỏi cái gì, người ta hỏi cái gì em? Tại Theo cái như kinh nghiệm cá nhân của em á, thì thường á là supervisor người ta sẽ muốn tìm một cái người mà có thể phù hợp với cái team đã có sẵn ở trong lab. Tức là ngoài cái việc mà mình có thể mình hòa đồng là một chuyện, thứ hai nữa là
cái kỹ năng lắng nghe và chia sẻ nó cũng quan trọng. Ừ. Người ta thường á, em đi phỏng vấn thì sẽ hay được đặt những cái câu hỏi giống như là khi mà mày có conflict, có problem, có với đồng nghiệp thì sẽ xử lý như thế nào? Cái đó khi là mà... problem solving nhá. Dạ, kiểu như vậy. Dạ, coi như mà mình chỉ hỏi, người ta chỉ hỏi những cái đó thôi, đúng không? Dạ. Rồi còn cái gì có strictly, có gì mẹo hoặc là gì làm khó mình không trong lúc phỏng vấn? Tại vì anh phỏng vấn nhiều công ty Việt Nam lắm, nhiều công ty Việt Nam vô phỏng vấn là cứ hỏi mẹo, hỏi giống như kiểu câu siêu, coi hàng này nó có gọi là khó ghê gớm gì không á. Em thì chắc chưa phỏng vấn ở Việt Nam bao giờ, đúng không? Dạ chưa, em chưa phỏng vấn Việt Nam bao giờ. Theo như em thấy thì phỏng vấn ở đây nó cũng khá là đơn giản. Em nghĩ là đơn giản tại phỏng vấn cũng nhiều rồi, cho nên là cái mô típ đó nó cũng giống nhau. Tại vì bên này người ta thật ra thấy trả lời. người ta muốn tìm người, tìm việc. Còn bên Việt Nam thì tìm người là một chuyện mà các ông leader ông hay thể hiện lắm. Dạ. Anh phỏng vấn bên Việt Nam anh gặp mấy ông leader hay thể hiện là đây là tao là leader nè, xong tao muốn tao có hiểu biết về công nghệ, tao làm được cái này cái A cái B gì đó, thể hiện ra. Đó, bên này thì mình có em có bao giờ gặp cái đó không? Em hiện tại thì em nghĩ là không. Em chỉ nhớ là supervisor của em có nói với em một câu là ổng cần tìm người mà có personality tốt, có nghĩa là có tính cách tốt, tại vì tính cách là không thể thay đổi được. Đúng, còn đúng. Về kỹ năng thì mình có thể training. Ừ. Nếu như mà em yếu kỹ năng này, yếu kỹ năng kia thì qua thời gian em có thể hoàn thiện hoặc là người ta có thể giúp đỡ mình. Ừ. Nhưng mà về tính cách thì ổng muốn tìm một người mà có thể hòa đồng được, có Ừ. thể join cái team của ổng được. Ừ. Cái đó là một cái mà nhiều bạn ở Việt Nam cũng đang thắc mắc đó. Cũng đang nói. Nếu như khi mà mình đi phỏng vấn mà mình tỏ ra là mình quá là rụt rè, ít nói đi, thì người ta sẽ nghĩ là làm sao mình có thể giao tiếp mà kết thân được với đồng nghiệp của mình, hoặc là không có thể nào mà chia sẻ những cái vấn đề trong công việc với nhau được rõ ràng. Dạ. Thì em nghĩ là cái đó là cái mà supervisor của em tìm kiếm. Ok. Rồi ok, vậy thì qua cái vấn đề đi làm rồi. Ok ha. Rồi mình chia sẻ mọi người cũng nắm sơ sơ rồi, cũng biết rồi. Bài học hôm nay là mình biết được là nguồn nước của Kari là an toàn, uống được, không có sợ. Ok, rồi bây giờ mình dùng cái vấn đề chính, vấn đề chính hôm nay là của cái chuyện mà đi xin PR. Thì lúc mà em đi làm đúng không, xong rồi em tìm hiểu về PR này nọ, thì em có thông qua luật sư không, em có nộp, bây giờ đầu tiên là em nộp theo chương trình gì đi? Sau khi mà em đi làm full time ở cái công việc đầu tiên được 6 tháng xong thì em nộp theo chương trình AIMP, chương trình định cư của tỉnh bang Alberta. Và sau đó thì em khi mà đủ 1 năm kinh nghiệm thì em apply cho cái EE. Tức là em apply cho cả hai cái chương trình. Dạ, là em đi nhánh CEC của EE. CEC của EE. Dạ đúng rồi. Thế mình bổ sung cho các bạn nào chưa biết á, thì CEC nó là một cái nhánh riêng của cái chương trình định cư liên bang. Trên chương trình định cư liên bang thì nó gọi là Express Entry, hay mọi người hay gọi tắt là EE, hai chữ E nha các bạn. Còn thì trong đó nó sẽ có ba cái stream, ba cái nhánh, thì mỗi một nhánh á, nó khác nhau. Thì một cái nhánh của Vy đang nói là CEC, nó là Canadian Express Class, là điều kiện của nó là điều kiện cơ bản nhất mà của cái chánh đó là các bạn phải đi làm ở Canada ít nhất 1 năm. Dạ, đúng rồi. Phải có 1 năm kinh nghiệm thì các bạn có thể mở hồ sơ trên pool của EA được ha. Rồi ok, rồi để em nói tiếp cái chỗ đó đi. Còn về hồ sơ, em có làm qua luật sư hay là đại diện di trú không thì không, em tự làm, em tự nộp hồ sơ cho mình. Quá good. Ít ai làm gì được luôn á. Nhưng mà những cái thông tin đó em lấy ở đâu, làm sao em biết được nếu không qua di trú? Em tự, tức là em cứ tự lên, tại vì trước khi mà tốt nghiệp á thì em cũng đã phải tự làm renew with study permit rồi apply cho postgraduate work permit. À, là mấy cái đó tự làm luôn? Em tự làm hết. Wow. Thì em cũng đã có một cái idea cơ bản là mình phải làm những gì, thì em cứ lên trang web của chính phủ, của IRCC, rồi em cứ làm theo từng bước như vậy thôi. Người ta cần hồ sơ gì thì em làm cái đó. Và em cũng có coi YouTube rồi này nọ tìm hiểu thêm, tại vì mấy cái thông tin đó trên mạng cũng rất là nhiều. Mọi thứ là mình tự làm hết. Dạ, em tự làm. Good. Vậy mình học ở Alberta, mình làm ở Alberta thì mình biết đến chương trình đó rồi. Thì trong cái lúc quá trình mà em nộp hồ sơ ấy, thì em nói chung là có vướng mắc, có vấn đề gì không? Là nói chung là tại vì thí dụ như hồ sơ nó rất là nhiều, nhiều khi mình tới cái bước đó mình không làm được, hoặc là mình không biết cái hồ sơ nó như thế nào, thì em hỏi ai, em tìm hiểu ở đâu? May mắn là lúc đó em làm ở EGAT là em có một đồng nghiệp
Làm trước em 1 năm thì cái anh bạn đó ảnh cũng đã apply qua cái stream đó rồi, tức là người ta đã đi qua, người ta có kinh nghiệm rồi, thì ảnh cũng đã hướng dẫn cho em rất là nhiều trong cái quá trình mà em chuẩn bị hồ sơ. Cho nên là em cái lúc mà em nộp hồ sơ thì nó cũng không có gì khó khăn lắm, nhưng mà chỉ có khi mà em làm cho cái stream EA làm CC á, thì đến bước gần cuối người ta, em lại bị request, bị yêu cầu thêm một cái giấy tờ là RCMP fingerprint. Nó cũng giống như là một cái loại record check, là criminal check. Nhưng mà nó nó là một loại lý lịch tư pháp, nhưng mà nó chuyên sâu hơn, là người ta phải lấy dấu vân tay của mình, xong người ta vào database, người ta in tất cả cái thông tin mà người ta có ra. Là nói chung là cái đó là chắc là hiếm hoi mới bị thôi đúng không? Nhưng mà em nộp, vậy là em nộp ANB là BNB của tỉnh bang rồi. Dạ, đúng rồi. Em nộp thêm EE nữa, thì cuối cùng là em lấy PR từ cái chương trình nào? Em lấy PR từ EE. EE. Dạ. Lúc mà em nộp ANB xong, em có nomination, em cũng đã nộp tiếp hồ sơ làm PR rồi. Tức là lúc đó nó chưa có cái portal, em phải gửi bằng đường mail, bằng đường bưu điện. Em cũng đã gửi cái đó rồi. Xong rồi sau đó em lại được ITA từ cái từ EE. Vì em may mắn là em rơi vào cái đợt mà điểm draw có 75 điểm thôi, rất là thấp. Biết rồi, anh biết cái gì đúng đó. Cho nên là cái đợt đó em nộp hồ sơ EE tháng 12, thì đến tháng 2 là em đã có ITA rồi. Dạ, thì em mới quay qua em cancel, em withdraw cái hồ sơ tỉnh bang của em. Cái thời điểm đó thì hồ sơ tỉnh bang người ta vẫn chưa mở hồ sơ, cho nên là em được refund toàn bộ cái tiền mà em đã đóng. Vậy thì là em cứ theo tiếp cái vậy là em lấy từ cái 75 điểm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật ra anh nghĩ, tại vì anh hay nói là những ai mà rớt vô cái vụ mà 75 điểm đó là rất là may mắn, giống như trúng số vậy đó. Dạ em nghĩ đó, giống nhưng mà thật ra anh nghĩ nếu mà em không có cái vụ 75 điểm đó thì anh nghĩ em cũng vô thẳng, là tại vì cái hồ sơ của em đã được nomination rồi. Dạ đúng rồi. Đã được một nomination là 80% là em đi lên EA, là em đi lên tới CC là thì nó cái vấn đề đó là thời gian. Đó thì nói chung là cái này cũng không gì vào bất ngờ với cái profile của em, thì anh nghĩ lấy PR làm quá good luôn. Đó, thì quá dễ, hay đó là một, anh nghĩ đó là một cái, cũng là một cái gọi con đường cho các bạn nào mà đang muốn có ý định du học mà định cư á, cũng có thể nộp qua. Và dạo này thì mình thấy bên Alberta mình xét hồ sơ cực kỳ tốt luôn. Sệt cái gì, hôm bữa có bạn kia mà nộp vô 2 tháng rưỡi có nomination. Nomination là đề cử tỉnh bang nha các bạn. Nếu các bạn nào chưa biết nào cái nào là đề cử tỉnh bang, các bạn nên tìm hiểu thêm về đề cử tỉnh bang. Rồi nói chung là một cái giấy mà chính phủ ở tỉnh bang người ta đề cử mình lên, người ta nói là cái người này good nè, có thể là được xin cấp cái PR được nè. Đó, thì cái giấy đó giống như một cái giấy người ta giới thiệu vậy đó. Dạ đúng rồi. Cái giấy đó rồi các bạn nộp lên chính phủ liên bang, chính phủ liên bang mới xét. Lúc đó là giống như một cái giống như hồi nãy mình nói, giống như đi xin việc, professor viết cho mình một cái reference letter. Nó sẽ có giá trị hơn. Thì đó, đề cử tỉnh bang nó là vậy nha các bạn. Đó, thì cái chuyện mà Vi có được đề cử đến bang rồi thì có PR chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chẳng qua là lúc đó chắc là dính dịch hay gì đó đúng không? Nó lâu thôi. Dạ đúng rồi. Thường khi mà đi cái thời điểm trước khi mà bị dịch á, nếu mà đi theo cái hướng EE á thì chỉ 6 tháng là anh đã có thẻ PR rồi. Nhưng mà cái lúc đó lại rơi vào cái thời điểm dịch. Cho nên là cái việc mà em hẹn khám sức khỏe nè, rồi xin giấy tờ, ngay cả đặt lịch thi IELTS, mọi thứ nó cũng bị kéo dài hơn so với dự kiến. Thời gian tổng cộng mà em phải chờ cho tới khi mà em có được thẻ PR trong tay là 10-11 tháng, cũng gần 1 năm. Vậy nhưng mà cũng ok. Nếu mà em đi BNB thì có thể lâu hơn chút xíu, khoảng 18 tháng. 18, anh nghĩ có không tới, tại vì cái profile nhất, một là cái profile của em nó quá good. Cái ngành của em nó cũng là cái ngành high demand nữa. Đó cho nên thành ra anh nghĩ là lúc đó lên tới EE rồi, lên tới chính phủ liên bang là người ta xét cũng nhanh lắm thôi. Tại mình cũng có nominee rồi mà. Gọi như là 10 tháng là ra PR. Nhưng mà trước đó mình có chuẩn bị, mình phải cũng mất có thời gian chuẩn bị hồ sơ này nọ đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ tính từ thời điểm em nộp để xin nomination. Ủa mà không, em đi theo cái kia mà. Em đi EE tức là ngày 14 tháng 2 á, là em có cái gọi là invitation to apply. ITA. ITA, dạ. Thì cái ngày mà em hoàn thành hồ sơ là ngày 4 tháng 3. Tức là em một tháng để chuẩn bị hồ sơ. Gần 1 tháng để em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nhưng mà cho anh hỏi cái lúc mà đó là khi em chuẩn bị hồ sơ là em chuẩn bị cái gì?
nó có những cái gì mà phải cần phải cân nhắc không? Chuẩn bị hồ sơ thì theo em nhớ là mình phải lấy thư employment letter từ chỗ mình làm. Ừ, đúng rồi. Mình phải có bảng lương, ừ. Mình phải có xác nhận của công ty là mình vẫn đang làm việc cho công ty. Ừ. Mình phải có đặt lịch khám sức khỏe. Phải có cái giấy mà xác nhận là mình đã đặt lịch khám sức khỏe. À, đặt lịch luôn thôi, dạ. Chứ không phải là kết quả hả? Dạ không, đặt lịch trước, kết quả nó chừng nào nó có thì nó up lên sau. À. Dạ. Ủa mà đúng rồi, cái khám sức khỏe là hình như là nó up thẳng trực tiếp lên, dạ, cho đúng rồi. Chính phủ đúng không? Chứ nó không đưa kết quả cho mình, tại vì đưa qua tay mình có thể mình sửa chữa. À, dạ. đúng rồi. Thôi cũng giống như Việt Nam thôi. Dạ, đúng rồi. Đi xin visa cũng vậy. Dạ, đúng rồi, thì nó sẽ up thẳng lên cho chính phủ. Ừ. Gì nữa ta? Như có lý lịch tư pháp đúng không? Lý lịch tư pháp, dạ đúng rồi. Cái đó thì mình theo như đúng quy định của nhà nước Việt Nam là mình phải về nước mình làm. Ừ. Nhưng mà bây giờ có những cái dịch vụ mà người ta có thể giúp mình làm được cái đó thì nên chuẩn bị cái đó trước, lý lịch tư pháp. Dạ. Với lại xin criminal check từ police, à, gọi là police check. Police check ở bên này luôn á hả? Dạ đúng rồi. À, mà cái đó khó khăn không? Cái đó có à, dạ không, cái đó chỉ cần đem ID ra đồn cảnh sát rồi à, người ta in giấy cho mình thôi. Có phí gì không? Dạ không, em nhớ như là không thì phải. Ừ. Nhưng mà anh nghĩ cũng không đến, không quá nhiều. Không, giống như mình không, trả em tiền không nhớ rõ cái đó. Mình trả tiền cho tiền mực, tiền in của người ta thôi, dạ, chứ không có rồi. Gì đúng không? Ừ. Mà còn cái lý lịch tư pháp, chỗ cái lý lịch tư pháp á là anh là em ấy xin ở Việt Nam nhưng mà anh xin qua dịch vụ. Dạ đúng thì, rồi. Thì tại vì anh theo anh biết là lý lịch tư pháp nó chỉ có giới hạn 6 tháng thôi. Dạ. Thì lúc mà em có ITA em mới bắt đầu xin lý lịch tư pháp hay là em đã chuẩn bị từ trước đó rồi? Em đã chuẩn bị từ trước rồi, tại vì em nộp hồ sơ cho tỉnh bang trước mà. Thì à, cái thời đúng điểm rồi, đó đúng em rồi. Đã xin lý lịch tư pháp rồi. Hợp lý, Thì em dùng cái tờ giấy đó để em làm tiếp cho bên này luôn. Ừ, Tại đúng vì rồi, nó hợp vẫn lý. còn đang trong cái khoảng thời hạn 6 tháng nên là em vẫn dùng lại được. Ừ, tại vì đó, nhưng mà lúc mà em làm cái lý lịch tư pháp đó mất bao lâu em mới có? Lúc đó em làm dịch vụ ở Việt Nam, ba mẹ em Ừ. làm cho em cái đó thì nó rất là nhanh, khoảng một tuần thôi là có rồi. Rồi xong rồi scan rồi gửi qua hay Dạ, gửi thư qua? gửi thư qua luôn. Gửi thư bằng giấy cứng qua luôn hả? Dạ, bản gốc luôn. Ồ, vậy ha, vậy cũng cũng gian chân ha, nhiều thứ quá trời. Tại Dạ. vì không, tại vì một phần là em có cái sự chuẩn bị từ cái PNB rồi. Dạ. Cho nên lúc mà ITA ập đến đùng cái của AE á thì là em có đã sẵn có rồi. Sẵn cái sườn hồ sơ như vậy rồi. Đúng rồi, chính Dạ. xác. Không, nhưng mà vậy cũng là một cái anh gọi là good prepare. Dạ. Mình có Good biết practice. Dạ. Mình có mấy cái chuẩn bị sẵn rồi đó, mình biết mình chuẩn bị gì chứ thật ra nhiều nhiều bạn cũng không biết chuẩn bị gì, không biết làm cái gì luôn. Dạ. Mấy cái đó mình phải coi, nhưng mà mấy cái thông tin đó là trên website của chính phủ là có đầy đủ hết đúng dạ không? Đúng rồi, khi mà mình mở hồ sơ thì người ta sẽ cho mình một cái checklist những Ừ. cái mà mình cần làm thì mình cứ theo cái đó mà mình Ừ. chuẩn bị thôi. Còn ngoài ra em khi mà em nộp lên rồi là em được thẳng luôn hay là em có bị request ở ngoài cái em nói với cái fingerprint gì đó Dạ. thì ngoài đó là còn cái gì phải người ta request nữa không? Dạ không, chỉ có cái đó thôi. Ừ. Có cái vụ mà người ta request đó em biết lý do tại sao người ta lại request đó không? Theo như trong cái thư mà người ta gửi cho em á, tức là em nộp hồ sơ, em hoàn thành hồ sơ là vào ngày 4 tây tháng 3. Thì đến ngày 6 tây tháng 11 em nhận được cái request letter đó. Trong cái thư đó người ta nói là do có người cùng tên với em trong cái system. Cùng tên tiếng Việt đó hả? Cùng tên tiếng Việt, cùng À. họ cùng tên tiếng Việt. Cho À. nên là người ta muốn xác minh được đây là đâu là người nào. Thì em cần một cái gọi là giống như là deep criminal check đó. Dạ. Mà thông thường á, khi mà em theo như em đọc, em tìm hiểu trên mạng thôi, là người ta request như vậy có nghĩa là cái người cùng tên với em á có một cái vết gì đó, cho nên người ta mới muốn làm rõ xem là em là đứa nào trong hai đứa. Dạ. Như vậy. Ủa mà kỳ ha, đáng lẽ nếu mà đã cùng tên thì nó phải có chắc chắn ngày sinh, nó phải khác, không thể nào mà chung ngày sinh được em đúng không biết, không? thì người ta chỉ giải thích là có Ừ. hai cái tên trong system cho nên người ta muốn clarify cái chuyện đó, thì Ừ. em mới phải đi tìm dịch vụ để làm cái fingerprint này. Dạ. Ồ, dịch vụ đó là bên này hả? Dạ, ở bên Bên này. bên Canada mình. Dạ đúng rồi, ở đây. Nhưng mà cái dịch vụ đó là em tìm như thế nào? Em cứ Google xong rồi em tìm cái, em gọi rất là nhiều nơi, em Ừ. chỉ cần, tại vì lúc đó em không có quan tâm về giá tiền nữa, em chỉ cần là có càng sớm càng tốt thôi, Ừ. em có cái appointment nào sớm nhất thì em đi cái đó thôi. Dạ. Là nó giống như một cái dịch vụ sửa xe, đặt hẹn khám bệnh này nọ bình thường đúng không? Dạ Rồi đúng tới rồi. đó mà mình nói cái request của Dạ đúng rồi. mình muốn người ta làm cái gì? Dạ. Người ta làm. Người ta lấy dấu fingerprint của mình xong người ta điền một cái form để người ta gửi tới RCMP là Royal Ừ. Mount
police something nha. RCMP là cảnh sát hoàng gia của Canada. Dạ đúng rồi, thì người ta sẽ điền cái form đó, người ta gửi lên trên cho RCMP rồi mình đợi cái kết quả, người ta gửi mail về nhà mình, mình scan cái tờ giấy đó, mình upload lên trên system. Là gửi qua RCMP, RCMP xong mới gửi lại cái tờ giấy đó cho em. Dạ đúng rồi. À, giống như cái project check đó. Dạ đúng lấy rồi. Lấy tờ giấy đó upload lên ngược lại. Dạ đúng rồi. Tờ giấy nó dài, nó có dấu vân tay rồi tất cả thông tin của em ở trên đó. Dạ. Ok, này hiểu rồi. Cái khúc đó cũng mất khoảng 3 tuần. Em nhớ là 3 tuần. Không, 3 tuần là nhanh. Dạ. Anh thấy 3 tuần là nhanh đấy bên đây. Nhưng mà cái đó thì anh nghĩ chắc cái đó không, nếu mà anh lúc đó chắc cũng không biết làm sao. Anh cũng hay thiệt chứ, mà kiếm được cái đó. Dạ. Kiếm được cái dịch vụ đó, biết đường, biết tìm hiểu để ghi này, anh đánh giá rất là cao cái gọi là cái kỹ năng gọi là tìm kiếm research của em. Dạ. Cái tiền kỹ năng tìm kiếm research đó là anh thấy đa số là dân học IT. Dạ. Hoặc là dân marketing á, người ta mới giỏi cái đó. Nhưng mà nếu mà một bạn mà nữ mà làm bên ngành hóa mà còn biết có cái kỹ năng research như vậy là quá good, anh đánh giá quá good luôn, thật sự. Dạ, cảm ơn. Rồi vậy thì mình trong cái lúc mình lấy PA ha, thì nọ mình khi mà em nhận được cái approve của bên chính phủ tỉnh bang liên bang á là em có PA rồi, em được công nhận là PA rồi á. Dạ. Ừ thì đến lúc đó thì mình có phải làm gì nữa không? Dạ có, khi mà nhận được cái email người ta gọi là ECOPR là confirmation of PR. Cop, tụi anh hay gọi là cop. Rất là vui lắm rồi. Thì người ta sẽ gửi cho mình một cái link ở trong cái email đó. Thì mình sẽ vô cái link đó để mình mở một cái tài khoản để mình verify cái thông tin của mình. Thì em nhớ là lúc đó là nó có. Ủa là cái đó nó khác với lại cái tài khoản mà em nộp hồ sơ khác. Dạ, khác. Nó là một cái portal, IRCC portal. Là một cái website khác luôn. Dạ, một website khác hoàn toàn. Mình phải tự làm một cái tài khoản. Thì em nhớ là lúc đó em phải làm ba thứ. Cái thứ nhất là em phải gọi là In Canada Declaration, là mình xác minh là mình đang ở trong Canada. Nó có một cái thư mình chỉ cần đọc cái đó, rồi mình checkbox để mình xác minh là mình đang ở Canada thôi. Có nghĩa là giống như mình confirm mình đang ở Canada thôi. Dạ đúng rồi, đó là bắt buộc là mình phải đang ở trong nước. Mình có phải chứng minh không? Có mình đưa cái proof gì không? Dạ không cần phải proof. Mình chỉ checkbox vô cái đó thôi. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là verify mailing address, là verify cái địa chỉ nhà. Thì anh sẽ phải đánh lại địa chỉ nhà của anh bên đó. À để nó gửi PA card vậy đó. Dạ đúng rồi, cũng không có cần phải upload cái gì để verify hết. Chỉ là mình tự điền cái đó vô. Thì mình điền sai, nó gửi không có. Mình điền sai thì mình chịu thôi. Đúng rồi. Cái cuối cùng là chụp hình và up lên. À. Up hình là phải theo quy định trong vòng 12 tháng, không được cũ hơn. Thì chỉ có ba cái đó thôi. Mà hình đó là tự chụp hay là em ra ngoài em chụp? Em tự chụp. Tự chụp luôn. Dạ. Nhưng mà anh nhớ như trên cái portal đó nó sẽ có hướng dẫn. Dạ đúng rồi, nó có hướng dẫn về size rồi chụp như thế nào, chụp cái góc nào, tóc tai sao. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ có hết. Thì mình chụp hình lên rồi xong rồi hai cái bước đầu tiên á, khi mà anh bấm submit á, thì em nhớ là qua ngày hôm sau là người ta đã confirm là ok rồi. Nhưng mà còn cái bước hình á là đợi rất là lâu để người ta verify coi cái hình mình đạt tiêu chuẩn hay không. Có những người cái hình không đợi mấy tháng xong, cái hình không đạt tiêu chuẩn là phải chụp lại xong phải đợi mấy tháng nữa. Cho nên là cũng không sao, dù cẩn gì, thận hơn thì dù gì mình cũng là started là PR rồi. Dạ đúng rồi, nên có thể ăn mừng được rồi, nhưng mà chưa có cái thẻ thôi. Em thì khoảng một tháng là thẻ PR về đến nhà của em. Là qua đường mail, là đường thư. Qua đường thư, dạ. À, trong cái thư mà do màu nâu nâu giống như bình dạ, thường mình hay rồi, nhận đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó em nhận thư mà em không biết đó là thẻ PR luôn á. Tại vì trên cái website á, cái phần mà upload hình á, nó vẫn đang để là processing. Chứ nó chưa để là đã được approve luôn. Vậy mà thẻ PR đã về tới nhà rồi. Vậy là mấy ông lấy ra, mấy ông in rồi, dạ. In thẻ rồi, nhưng dạ. mà mấy ông chưa update. Lúc đấy mình cũng lo đó, mình nghĩ sao hình mình lâu như vậy mà chưa được không được. Anh thấy trên hội, mấy cái hội người Việt á, mấy người mà cũng lên hỏi là em upload hình này nọ rồi mà tới gần đâu 6-7 tháng rồi chưa có thẻ về á. Cũng lo. Em là trường hợp đó, em thẻ về nhưng mà hình của em vẫn đang processing. Dạ. Ok, vui ha. Bốc rồi, bởi vì check thư vui lắm, check thư nhiều khi có mấy cái bất ngờ dạ. Không, nhưng mà khi mà có cái startup rồi thì mình cũng an tâm, bây giờ mình chỉ ngồi mình chờ đợi cái thẻ về thôi. Dạ. Vậy thì khi mà em có PR rồi thì em làm gì nữa? Em phải có làm gì không? Có phải update cái thông tin gì cho chính phủ không? Update thì em phải đi làm lại, em nhớ là em có làm lại hai loại giấy tờ. Thứ nhất là Alberta Health Card. Tại vì khi mà anh đã có PR rồi á thì trên cái thẻ y tế của anh nó không còn thời hạn nữa. Nó sẽ rồi. Là vô thời hạn. Đúng rồi. Tức là em phải làm lại số SIN. Khi mà mình có PR thì cái số đầu tiên trong số SIN của mình nó sẽ đổi thành số 9 thì phải. Thế
hình như anh nhớ là số 9 là của Temporary á. Đổi thành một cái số gì đó đổi khác. Là, anh nhớ là anh đổi lại. Số nhưng mà nó mày... sẽ đổi thành một cái số khác. Nhưng mà là em đi ra sơ việc Canada. Yeah. Xong rồi nói là tôi là PR rồi, bây giờ tôi đổi số anh số SIN. In cái COPR đó đem ra cho người ta. Ồ, dạ đem ra xong người ta làm hết. Dạ, đúng xong rồi. Cấp số mới cho em. Dạ, cấp số mới liền ngay lúc đó luôn. Ê, đúng rồi, em xếp hàng mà. Đây, cấp liền, xong em lấy số đó em sẽ submit lại cho trên công cho ty. Cho bên công ty, với lại bên mấy cái nào liên quan đúng không? Dạ, đúng rồi. Thuế này nọ nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Thuế. Update là em, lên thuế. Là em lên account của CRA em update hay là em báo cho nó? Em gọi lên điện. Account em update. Anh nói, dạ. Rồi thay thuế bình thường nó đâu đâu dạ, đúng rồi, không có gì phức tạp lắm. Có nghĩa là khi em khai rồi thì em đổi. Ủa gì nó cho mình đổi cái số SIN đó ta. À, cũng lạ ha. Tại vì cái số đó là cái số đó tạo account mới. Phải tạo account em mới luôn. Tạo account mới luôn. Ồ, dạ. Vậy làm sao nó link được ta? Làm sao nó link được cái account cũ của mình với account mới ta? Sao ta? Tại vì em đã khai thuế trước đó rồi đúng không? Dạ, là bên trên cái account của Temporary. À, tức là mình khai họ tên, ngày tháng năm sinh thì nó có trong system rồi. Thì nó mới hỏi mình là cái này là update SIN number hả? Ừ. Thì mình là cái số mới. Là lúc em tạo account mới. Dạ đúng rồi. Em khai cái thông tin thì nó hỏi là đã từng có. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, là sẽ, nó sẽ ghi là cái account này đã có trong hệ thống rồi kiểu như vậy. Dạ. Nó tự động nó liên qua. Dạ đúng rồi. Ồ. Ủa nhưng nếu chuyện vậy thì em nhớ là vậy. Anh cũng không, anh chưa update cái đó bao giờ, cũng chưa từng làm cho ai bao giờ nên cũng không biết, nhưng mà cũng là một cái case để mình biết. Nhưng mà cái đó cũng hơi xa nữa với cái chủ đề ngày hôm nay là mình lấy PR, thì lấy PR nó là quan trọng nhất. Rồi vậy thì hình như là hồi Tết vừa rồi em có về Việt Nam đúng không? Dạ, thì lúc rồi. Mà về Việt Nam thì về thì bình thường là không nói, nhưng mà lúc mà trở lại qua đây á thì em chỉ cần đi đến hải quan em đưa cái thẻ PR ra là người ta cho qua hay sao? Lúc mà em qua hải quan á thì em đưa passport ra, xong người ta hỏi em là cái visa của em đâu, thì mới nói là em là permanent resident. Thì lúc đó cái cô hải quan đó nói với em là welcome back. Rồi đúng rồi, anh cũng nghe cái kiểu cảm giác như là ông phải mình đang về nhà. Đúng rồi. Đúng rồi, anh nghe nhiều người nói lắm. Đi qua hải quan người ta rất là nice với mình. Đúng rồi, cũng em thấy có vẻ đang đơn nhưng mà giản hơn nữa đó. Mình có phải trình cái giấy đó ra, cái thẻ PR đó. Dạ có đưa thẻ PR cho người ta coi. Rồi, được người ta coi thôi, có scan, có quét, có gì không? Dạ không. Không luôn hả? Rồi, mấy người này không có sợ mình làm giả hả ta? Nhiều khi làm giả thì sao đúng không? Dạ. Mà bữa giờ có cái vụ làm giả loa của bên Ấn Độ đó mới khui ra. Nguyên một đường dây làm giả loa trường đi học á. Dạ. Xong cái bên Ấn Độ người ta làm giả xong đi cung cấp visa du học này nọ, đi qua đây xong hả? Đổi trường. Thì loa giả mà, đổi đi học, đổi trường khác học. Dạ. Học hết xong rồi đến lúc mà quá trình mà nộp PR á, mới lòi ra. Mà quá trời luôn, nguyên một đường dây lên báo bữa giờ luôn á. Dạ. Lên thành ra bên này làm mới có mấy cái khâu đó làm ăn cũng hơi ý y. Dạ đúng rồi. Là vì anh làm giả cái cạp gà, cái anh đi gà vô, gà vô. Mà không mà chắc cũng không ai dám làm giả gì đâu. Chắc cạp gà chắc không dám đâu. Nhờ làm giả cái nó trục xuất, nó đuổi về vĩnh viễn luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì ok, vậy bây giờ xa hơn đi. Thì nếu có PR xong em có tính thi quốc tịch luôn không? Em có chuẩn bị cho cái chuyện đó không? Dạ có, tới tháng 1 năm sau là em đã đủ thời gian để nộp thi quốc tịch rồi. Em sẽ apply. Tại vì khi mà mình đủ thời gian là mình apply xong mình còn phải đợi thêm mấy tháng sau mình mới rồi. Được thi. Nên là em sẽ thi quốc tịch. Thi quốc tịch. Dạ. Rồi mọi con có ôm gì không bây giờ? Chắc là giờ rủng rỉnh ngồi đọc chơi thôi chứ đúng đâu có gì gấp gáp đúng không? Thực ra là em cũng chưa có bắt đầu nữa. Nhưng mà chắc là sẽ bắt đầu sớm thôi. Dạ. Ok. Một cái hành trình quá dài hả các bạn? Từ năm 2016. 2016 là bắt đầu đi hay là quyết định? 2016 là em qua đây tháng 4 2016. Sao? Nhưng mà lúc mà em quyết định muốn đi á là khoảng 2016 luôn, 2015. Khoảng 2015 à. 2015 bắt đầu vô lớp 12 là em suy nghĩ là muốn đi. Em muốn đi du học. Là vô lớp 12 là thường là lớp 9, ấy lộn tháng 9. Dạ. Tháng 9 2015. Dạ đúng rồi. Coi như là bắt đầu em quyết định đi là tháng 9 2015. Dạ đúng rồi. Xong rồi làm hồ sơ tăng là tới tháng 4 rồi, như là nửa năm. Dạ. Nửa năm làm hồ sơ xin visa các thứ. Dạ. Xong rồi em đi qua đây thì học 2016 học đến 2018 em học 2017 đến 2019, tại vì em qua đây thì lúc đó tiếng Anh của em phải học chưa đủ cho nên em phải học thêm 2-3 khóa tiếng Anh của SAIT nữa rồi em mới vô ngành chính. Mà học tiếng Anh xong rồi chưa đủ, nhưng mà học tiếng Anh xong mà vô khóa chính mà học đến bây giờ luôn. Dạ. Quá good, thiệt luôn, quá good.
coi như hành trình là 25, 26, 27, 28, 29. PR là 2020 hả? 2021 ạ. 21, 7 năm. Dạ. Hành trình 7 năm cho một du học sinh nha các bạn. Đó. Nói chung là cũng không quá quá dài, cũng không quá ngắn, cũng không quá dài. Dạ. Ừ. Nhưng mà cái lúc mà em nộp PR là em vẫn còn cái podcast Work Permit đúng không? Dạ em vẫn còn. Là trong cái hạn 3 năm, 2 năm, 3 năm nữa đó. Dạ đúng rồi. Vì em ra trường là năm 2019 mà lúc em có PR là 2021. À, thì nó vẫn trong cái thời hạn 3 năm đó. 3 năm là coi như em đâu có cần phải xin thêm extend hay bất cứ cái gì hết. Dạ không. Vậy coi như là cũng ok. Ok, để một câu chuyện rất là hay. Ok. Vậy thì chắc là mình kết thúc cái podcast ngày hôm nay, tại vì cái podcast của mình cũng khá là dài rồi các bạn. Và các bạn cũng nghe được cái câu chuyện của bạn Vi đi qua hành trình 7 năm một độc thân một mình kiếm PR, không nhờ vả bất cứ ai và cũng không có bất cứ một cái mà ngoài trừ cái 75, nhưng mà anh đã nói rồi, cái ngoài cái 75 điểm đó thì con đường em đi đến PR nó cũng cũng rộng mở rồi, tại vì đã có đường mini rồi, đúng không? Thì cho các bạn nào đang ở Việt Nam, các bạn đang có ý định đi du học, mình cũng khuyên rất là nhiều bạn là nên đi du học, đầu tư cho bản thân mình có cái kiến thức. Dạ, và đó là một cái con đường rất là an toàn và cũng như là hợp pháp để đi qua Canada và để lấy được cái tấm thẻ PR ha. Thì cảm ơn các bạn đã nghe cái podcast của cái câu chuyện của hai tụi mình hồi nãy giờ. Thì nếu mà các bạn thấy có những cái gì mà các bạn cần hỏi thêm á, các bạn có thể comment vào trong kênh YouTube của mình hoặc là page của Tommy Đỗ của mình trên Facebook. Còn không biết là Vi có muốn chia sẻ profile của mình không? Thì để chút nữa mình hỏi, sau khi tắt máy mình sẽ hỏi Vi, và mình nếu mà có thì các bạn check ở phần description ha, mình sẽ để link profile của Vi nếu mà Vi đồng ý ha. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe này, câu chuyện của hai tụi mình nãy giờ. Lần sau thì mình sẽ hẹn các bạn có một khách mời khác, chắc là cũng sẽ hấp dẫn hơn, một anh sinh viên Đại học Bách khoa Việt Nam tốt nghiệp đi qua đây cũng lấy PR, và con đường của ảnh cũng khá là gian chân, nó không đẹp như là Vi. Yeah. Nhưng mà ảnh cũng có một cái câu chuyện cũng rất là hay, cho nên hẹn các bạn lần sau ở tập tiếp theo và mình sẽ phỏng vấn ảnh và ảnh sẽ chia sẻ cái con đường PR của ảnh như thế nào ha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Rồi, bye bye.